Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công. Tập 91. Chương 901, Đấu Pháp. Thu vàng quang đãng, từng mẫu ruộng lúa cạnh Bạch Cam thôn vàng óng. Từng đồng lớn, nông dân xung quanh đều vui sướng vì bội thu. Dưới cây hoa đào, Phương Tịch ngẩng đầu nhìn quả đào từ xanh chuyển thành trắng hồng, yên lặng tính xem khi nào đào có thể ăn được. Mặc dù là một đại tu sĩ phản hư hậu kỳ mà ở đây suy nghĩ chuyện quả đào thì thật sự quá nhàn rỗi. Nhưng không sao cả, là người trường sinh nên Phương Tịch đã có thói quen như vậy từ lâu. Hắn cũng không vội ra ngoài gây chuyện mà chỉ yên lặng chờ đợi. Tỷ như lúc này hắn ngoại trừ chờ đào chín ra vẫn còn thu hoạch khác. Cam Ngọc, bái kiến tiên sinh. Ngoài cửa có một thanh niên bước vào, y phục trên người đã phai màu, hốc mắt hơi sâu, dường như đã rất lâu rồi không ngủ ngon. A Ngọc à, Phương Tịch chào hỏi, nếu ngươi đến chậm hơn mấy ngày nữa thì đào của ta đã chín mọng rồi. Cam Ngọc ngẩng đầu nhìn từng quả đào to, lại cười khổ rồi chắp tay, sau đó lấy trong ngực ra ba quyển đạo kinh, thư tịch mượn của tiên sinh trước đó ở đây, hôm nay đến để trả lại. Trong khoảng thời gian này, Cam Ngọc thật sự đã liều mạng học. Không chỉ mượn sách ở chỗ Phương Tịch để xem mà còn đến những gia đình giàu có xung quanh giúp người ta chép thư tịch để mượn những quyển đạo kinh khác. Sau đó trong nhà còn phải làm ruộng, cày đất, gần đây còn đến mùa thu hoạch nên rất bận. Sau khi làm xong những chuyện này thì dù Cam Ngọc đã khai khiếu, lại từng dùng linh vật đại bổ nhưng vẫn mệt lả người. Theo quan điểm của Phương Tịch thì nếu Cam Ngọc vẫn là thanh niên gầy yếu trước kia e là đã mệt đến chết rồi. Nhưng Cam Ngọc bây giờ mặc dù rất mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời có thần, đỉnh đầu có từng tia văn khí, gần như sắp ngưng tụ thành hình. Kết quả lần này không nói đậu chắc nhưng cũng có hy vọng rất lớn. Sau khi A Ngọc ngươi trở về thì sẽ chuẩn bị thi hương đúng không? Đã chuẩn bị xong lộ phí chưa? Phương Tịch chậm rãi hỏi. Vẫn chưa, định mượn trong tộc một chút. Cam Ngọc thành thật trả lời. Mặc dù y dựa vào thoát thai hoán cốt, sau đó khổ luyện chữ đẹp tìm được công việc chép sách nhưng để mượn sách xem nên y cũng không thể lấy tiền. Đến bây giờ sau khi trong nhà thu hoạch xong còn phải nộp thuế, khẩu phần lương thực còn lại cũng không dư giả gì. Lại thêm con gà mái kia đã chết, nên bây giờ trong nhà thật sự chỉ có 4 bức tường. Cũng may truyền thống gia tộc thời nay cũng nồng hậu, Cam Ngọc sắp đi thi khoa cử, trong tộc cũng phải gom góp chút tiền bạc để hỗ trợ. Ừ, đại đạo Hỗn Nguyên giải thích thế nào? Phương Tịch thu đạo kinh lại rồi chợt hỏi. Hỗn Nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, cũng khởi nguồn của nguyên khí. Cam Ngọc không lưỡng lự, lập tức mở miệng trả lời. Phương Tịch lại hỏi thêm mấy câu kinh ý, phát hiện Cam Ngọc đều đối đáp trôi chảy hết thì không khỏi hài lòng. Ngươi có bản lĩnh như vậy thì đồng tử sẽ không có vấn đề gì, chỉ là hỏa hầu. Cũng chưa chắc đến cao trung, phải xem có số mạng này hay không. Nói đến số mạng thì Cam Ngọc lại nghĩ đến Long Vương Giếng, trong lòng lập tức ớn lạnh. Mình đang liều chết đánh cược một lần, nếu Long Vương Giếng biết thì chắc chắn sẽ phá hư chuyện tốt của mình. Hai phe đã là thế không chết không thôi. Mà nghĩ đến lúc khoa cử hàng năm, trong trường thị luôn có thí sinh bị điên thì Cam Ngọc lập tức không rét mà run. Xin tiên sinh hãy dạy ta. Cam Ngọc vén vạt áo lên hành đại lễ. Được người khác đầu tư không có gì xấu hổ, đáng xấu hổ chính là không có giá trị để đầu tư. Y đã hiểu rõ điểm này từ lâu. Mặc dù ta không có công danh trên người nhưng cũng hiểu được một chút về chuyện khoa cử, cái gọi là Diêm Vương dễ chiến, tiểu quỷ khó chơi. Lúc đến huyện nha báo danh, vào trường, sắp xếp chỗ ngồi thì thư lại các phương đều phải chuẩn bị, nếu không sẽ có chút khả năng phân đến xí hảo. Bây giờ tông tộc Cam thị suy sụp, e là không gom được bao nhiêu tiền. Phương Tịch đưa tay vào trong tay áo, lấy mấy thỏi bạc lấp lánh ánh bạc ra đặt lên bàn. Thỏi bạc này ngoài tròn trong vuông, vậy mà là dùng hợp kim bạch ngân đúc, mặt trước có khắc 4 chữ triện chiêu tài tiến bảo. Với tài học của ngươi nếu không thi đậu thật sự quá đáng tiếc, lão phu sẽ giúp ngươi 9 ngân tiền. Phương Tịch nói, lưu thông nhiều nhất ở thế giới này vẫn là tiền đồng, trên đó là ngân tiền giống như tiền đồng, một ngân tiền có thể đổi được 1.000 tiền đồng. Mà trên ngân tiền còn có kim tiền, một kim tiền có thể đổi được trọn vẹn 100 ngân tiền.
Thật ra 9 ngân tiền này có giá trị rất lớn, đủ để người bình thường sống được mấy năm. Phương Tịch cũng không cho nhiều, mặc dù hắn có thể tùy tiện cho ngàn kim nhưng lại không phù hợp với thân phận tiên sinh dạy học. Đa tạ tiên sinh. Cam Ngọc không nhiều lời, cất 9 ngân tiền lại rồi chắp tay nói, đại ân đại đức của tiên sinh, mai sau vãn sinh nhất định dùng ngàn kim để báo đáp. Nhưng trong lòng y thì quyết định phải đến miếu Thành Hoàng ở huyện thành hoặc đạo quán để sử dụng số tiền kia. So sánh với nhau thì dù bị phân đến xí hào, Cam Ngọc cũng có tự tin sẽ trúng tuyển. Nhưng nếu gặp phải kẻ thù Long Vương giếng thì mọi chuyện khó nói. Số tiền này vẫn phải dùng trên lưỡi dao. Hôm sau, Cam Ngọc mang cái túi lít nha lít nhít đường may do mẫu thân may, dưng dưng từ biệt lão mẫu đến huyện thành. Mặc dù Bạch Cam thôn chỉ cách huyện thành có mấy chục dặm nhưng đường núi quanh co, còn có sông lớn cản đường nên y nhất định phải xuất phát sớm. Cam Ngọc đã hẹn với một người bán hàng ở trong thôn, lúc này cùng nhau đồng hành, trên đường đi cũng có bạn. Nửa ngày sau, hắn chia ra với người bán hàng, đến một bến thuyền thì thấy mấy chiếc thuyền ô bồng đã cập sát bờ, chủ thuyền cười ha hả mời chào, vị thư sinh này muốn đến huyện thành phải không? Thuyền của lão Lý ta là an toàn nhất, một chuyến chỉ cần một tiếng đồng, ra súc tính, thêm. Đúng vậy, Cam Ngọc lấy trong tay áo ra một đồng tiền rồi lên thuyền, chọn một chỗ ngồi xuống, ôm túi vào trong lòng. Vù vù, gió nhẹ nhàng thổi khiến mặt sông xuất hiện từng gợn sóng. Chân trời xuất hiện một mảng mây đen như sắp mưa. Cơn mưa này nói đến là đến mà. Chủ thuyền khoác áo tơi lên, đội mũ rộng vành rồi chống xào trúc. Thuyền ô bồng chậm rãi rời khỏi bờ sông, từng giọt nước mưa rơi xuống mặt sông, sương mù mờ mịt, như mộng như ảo. Chẳng biết tại sao tim Cam Ngọc lại chợt đập rộn lên, y có chút sợ hãi. Soạt, y nhìn chăm chú lên mặt sông, chỉ cảm thấy dường như có một bóng đen to lớn lướt qua. Dưới đáy sông lớn, một con cá trạch đen nhánh, thân hình thon dài, to cỡ mấy trượng, chỉ là nó hơi mơ hồ. Lúc này nó nhìn chằm chằm phía trước, vậy mà mở miệng nói tiếng người, Trương Hữu Đức, ngươi muốn cản ta sao? Ai? Ở phía trước Long Vương giếng rõ ràng là thổ địa của Bạch Cam thôn Trương Hữu Đức. Lão giả này cau mày, nắm trượng gỗ đào trong tay, quát lên, lão hủ cũng biết ngươi bị oan. Kỳ hạn kinh sát của Thành Hoàng lão ra đến phải phá án trong thời hạn nên văn võ phán quan cũng không còn cách nào mới bắt ngươi bổ sung, tránh cấp trên mất mặt. Tất cả mọi người đều biết ngươi bị oan nên mới cho phép ngươi dùng thân cá trạch, chỉ cần trở lại giếng là có thể hết tội. Chuyện này bắt nguồn từ lão hủ nên ta không thể không quản. Lão hủ chỉ xin Long Vương giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Cam Ngọc lần này, sau đó chờ có kết quả khao cử lần này rồi tính, có được không? Chờ... Cá trạch to lớn cười lạnh, tinh quái như chúng ta mở linh trí khó càng thêm khó, còn phải một lòng chính đạo. Khổ tu công đức mới được một điểm thiện quả, bao nhiêu yêu quá không phục đạo luật đã bị thiên lôi đánh chết. Ta vì chức thần Long Vương giếng bất nhập phẩm này mà khổ tâm chu trì mấy trăm năm, cứu vô số kẻ rớt xuống nước, kết quả bây giờ chỉ vì một người mà không còn. Kẻ này không chết thì mối hận trong lòng ta khó tan. Hai âm hồn đang giằng co vẫn chưa phát hiện ở dưới đáy sông còn có một con khôi lỗi hắc ngư đang lẳng lặng nhìn tất cả những chuyện này. Dưới cây hoa đào, thần thức Phương Tịch khẽ động, giơ cằm, nếu nói thật ra thì hình như chuyện này là do ta. Hình như là do ta thiên địa nguyên khí làm mưa, kết quả bị thổ địa công phát hiện mà báo cáo. Sau đó Thành Hoàng lại hồ đồ sách Long Vương giếng xui xẻo này để kiếm công. Nhân quả dây dưa này thật sự đan xen từng vòng, một khi vào lưới rồi thì khó mà thoát thân. Ngay khi Phương Tịch đang cảm khái thì hai mao thần bất nhập lưu đã bắt đầu động thủ. Con cá trạch kia điều khiển thủy nguyên lực hóa thành từng dòng nước ngầm, hiển nhiên đấu pháp trong sông lớn thì nó chiếm lợi. Còn Trương Hữu Đức kia lại là thần thổ địa, chỉ có thể chống lên một tấm quang thuẫn vàng sẫm, đau khổ trèo chống. Hừ, Long Vương giếng phun ra một đoàn dịch đen. Đây là một ngụm trọng thủy mà nó đã tinh, luyện trăm năm. Hắc thủy vừa được phun ra đã lập tức hóa thành một tấm lưới đen lớn, nhốt Trương Hữu Đức vào trong. Thấy vậy Long Vương giếng cười lạnh một tiếng rồi lắc đầu vẫy đuôi bơi về phía thuyền ô bồng. Một khi nó đụng lật thuyền này, khiến thuyền hủy người vong thì không chỉ có một mình Cam Ngọc chết. Trương Hữu Đức nhìn thấy cảnh này thì lòng lập tức khẩn trương. Thật ra nếu chỉ chết một mình Cam Ngọc cũng không có chuyện gì nhưng nếu chết nhiều người thì nói không chừng lão sẽ bị liên lụy ở chỗ Thành Hoàng. Lúc này tay lão lóe lên ánh sáng, một viên châu màu vàng sẫm hiện ra. Ở trong viên châu có mây mù lượn lờ,
mơ hồ hiện ra cảnh một mảnh sơn thôn, chính là Bạch Cam thôn. Ánh vàng lóe lên, tấm lưới hắc thủy đã bị cắt ra một khe hở lớn. 3. Viên châu màu vàng sẫm bay ra, trong nháy mắt như nặng vạn cân, đập lên người của Long Vương Giếng. Lực lượng thần chức, Long Vương Giếng hô đau rồi phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế, lão thất phu. Để ta xem ngươi có thể bảo vệ tên kia đến khi nào. Bị đau nó cũng không quản được Cam Ngọc nữa mà hóa thành một hắc ảnh nhanh chóng bỏ chạy. Ù, may quá, chỗ này cũng không phải Bạch Cam thôn, thần lực tiêu hao khó mà bổ sung, nếu nó muốn tiếp tục thì lão hủ sẽ rất phiền phức. Trương Hữu Đức lập tức thở phào, vội thu pháp khí viên châu màu vàng sẫm lại rồi đưa mắt nhìn chuyến thuyền ô bồng kia cập bờ mới hóa thành một đạo hoàng quang bay đi. Nơi xa, phía trước Long Vương Giếng có một con hắc ngư từ trong bùn xông ra. Muốn chết, Long Vương Giếng đang rất tức giận, nó lập tức quăng đuôi tới. Mặc dù bây giờ nó là thân thể âm hồn nhưng giết một số phàm vật cũng không cần hao phí pháp lực gì. Nhưng một khắc sau, con hắc ngư kia mở miệng phun ra một cây hắc phiên. Trên hắc phiên có từng phù văn xuất hiện rồi hóa thành xiềng xích, trong khoảnh khắc đã trói Long Vương Giếng lại nuốt vào trong phiên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đối với cự phách ma đạo như Phương Tịch thi triển pháp thuật câu một âm hồn chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí đương nhiên dễ như trở bàn tay. Chương 902, Thần phẩm. Ao ao ao, khôi lỗi hắc ngư thu hồi hắc phiên, gật gù đắc ý mà bơi xuống dưới. Không bao lâu sau nó đã đến một hòn đảo trên sông. Hòn đảo này cũng không lớn, lai có bụi cỏ lau rất dày. Trong bụi cỏ lau, thân hình Phương Tịch được một tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ, nhanh chóng hiện ra. Hắn kết quyết, khôi lỗi hắc ngư lập tức phun hắc phiên ra. Ở trong hắc phiên còn trấn áp một thần hồn có hình dáng như con cá trạch, nó đã bị ma khí xông lên trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Nếu không phải Phương Tịch đã cố ý thu lực lại thì e là chỉ lay động nhẹ thôi thì thần hồn này sẽ lập tức tan. Nếu Long Vương Giếng xảy ra chuyện thì cũng do thổ địa lão nhi kia cõng nổi. Phương Tịch thì thào, trong hai con ngươi có hào quang nguy hiểm lóe lên. Từng tia thiên ma bí thức chui vào trong thần hồn Long Vương Giếng, bất chợt vận dụng thuật siêu hồn. Rất nhanh tất cả ký ức của nó đã xuất hiện, đa phần đều là một con ngư yêu tu luyện, tích lũy công đức. Số phận của Long Vương Giếng không tệ, dưới cơ duyên xảo hợp mở linh trí, dựa vào bản năng thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, rèn luyện yêu khí. Đáng tiếc tiến độ từ đầu đến cuối chậm không chịu nổi, dù là yêu quái đã tu luyện trăm năm cũng có thể bị thợ săn phàm tục tiêu diệt. Con Long Vương Giếng này lại có dã tâm, vẫn luôn gian khổ tu hành, tích lũy công đức, cuối cùng nhận được vị trí Long Vương Giếng. Cấp bậc thần đạo, rốt cuộc từ trong ký ức của Long Vương Giếng mà Phương Tịch đã hiểu thêm được mấy phần với thế giới thần đạo này. Dường như đối với thần trích những kiến thức này chỉ là bản năng. Trong đạo đình, thần đạo chia làm cửu phẩm, tòng cửu phẩm thấp nhất, chính nhất phẩm cao nhất. Nhưng trên chính nhất phẩm còn có siêu phẩm, tỷ như thiên tử của đạo đình chính là quy cách siêu phẩm. Dù phi thăng đến thiên đình cũng mang theo quý tước. Siêu phẩm là thế nào? Trên nhất phẩm chính là siêu phẩm. Ở trong giới này có lẽ siêu phẩm chỉ có mình thiên tử nhưng ở thiên đình thì có không ít thần trích chính nhất phẩm. Ngoài ra còn có tam đẳng bá, hầu, công, mỗi đẳng đều trên chính nhất phẩm. Nếu công đức trị thế bình thường thì sau khi thiên tử ở nhân gian phi thăng thiên đình giữ lắm chỉ được phong bá, nếu có công ở hạ giới thì có thể phong hầu, thậm chí công. Trên công hầu chính là quân. Quân giả đã mang theo mấy phần nhân chủ, ở trong hệ thống thần đạo của thiên đình cũng đã là đại thần một phương. Trên quân thì là thiên vương, thiên tôn, cuối cùng là thiên đế. Đặc điểm của thần đạo chính là rõ ràng giai cấp như vậy, rất chú ý đến tôn ti trên dưới. Trên một cấp với dưới một cấp thật sự là nắm quyền sinh sát trong tay, nếu trong phạm vi quản hạt thì càng là quân lệnh thần chết, thần không thể không chết. Thậm chí còn không thể có chút lời oán giận nào. Long Vương Giếng này và thổ địa Bạch Cam thôn kia đều là mao thần không nhập phẩm cấp, ở dưới tòng cửu phẩm, tương đương với tư lại. Dù như vậy cũng đủ khiến đám tán thần không có thực chức vô cùng ước ao rồi. Thụ lục của đạo đình thật ra cũng tương đương với tán quan, chỉ là định phẩm. Mà sau đó còn có thần vị thực chức, cả hai hợp nhất mới là chính thần. Dùng một ví dụ để nói, đạo tịch và thụ lục cũng tương đương với công danh. Tỷ như một khi thi đậu tiến sĩ sẽ lập tức được cho tặng thái thượng đạo đình đô công chức lục, lục này đứng hàng cửu phẩm. Chuyện này cũng có nghĩa là một khi thi đậu tiến sĩ,
cao nhất có thể lập tức đảm nhiệm thần chức hoặc tòng cửu phẩm. Nếu tính theo thổ địa thần thì ít nhất cũng là thổ địa một trấn mới miễn cưỡng xứng. Đương nhiên khả năng lớn hơn là vẫn không có thực huyết, chỉ có thể chờ, thậm chí có khả năng chờ đến khi chết già cũng không thể được nhận thực chức, nhưng mà mang theo đạo lục này thì sao? Khi chết anh linh không mê muội, có thể đến chỗ các đại thành hoàng thậm chí địa trích đảm nhiệm thuộc lại phụ tá, tỉ như văn võ phán quan, sau đó chờ cơ hội lên chức. Mà Trương Hữu Đức trên người ngay cả thái thượng đạo đình đô công chức lục cửu phẩm cũng không có, có nghĩa là dù thổ địa trấn có chỗ trống thì lão cũng không được đề bạt lên. Trừ phi được cấp trên ưu ái, nói cụ thể hơn chính là đạo lục quyết định giới hạn của thần trích. Mà thần chức quyết định chính là phẩm cấp và quyền hành bây giờ của thần trích. So sánh với nhau thì đương nhiên thực quyền vẫn quan trọng hơn. Bởi vì thọ nguyên của thần trích cũng giống như quỷ tu, đều khá dài, dù có phi thăng hay tiêu hao thì tán thần tích lũy hàng năm cũng nhiều không kể xiết. Bởi vậy thần vị thực chức mới thật sự là thứ chạm tay có thể bỏng. Con cá trạch này vốn có thần chức, gọi là Ngưu Đầu Sơn Cổ Tỉnh Chuyển Vận Thủy Sứ. Thần thức của Phương Tịch tiến vào từng tất thần hồn của Long Vương Giếng vẫn chưa tìm được thần đạo phù chiếu màu xám trắng trong ký ức của nó. Đây đương nhiên là vì trước đó Long Vương Giếng đã bị phán có tội nên đã bị tước thần vị, cũng không biết sẽ tiện nghi cho vị thần lại của miếu thành hoàng nào. Dù Ngưu Đầu Sơn Cổ Tỉnh Chuyển Vận Thủy Sứ có kém cỏi, còn bất nhập phẩm, ngay cả tòng cửu phẩm cũng không phải, nhưng dầu gì cũng là thần chức, có thể tọa trấn một phương, hưởng thụ linh khí một thủy mạch tầm bổ. Nếu có chút quan hệ ở nhân gian thì có thể báo mộng để người ta tái tạo kim thân, hội tụ tín ngưỡng, càng hưởng phúc một phương. Lúc này trong thần thức của Phương Tịch, trong thần hồn của Long Vương Giếng ngoại trừ một chút yêu khí mỏng manh ra cũng chỉ có một phù lục. Phù này dài cỡ một xích, rộng ba ngón tay, trên đó có từng hoa văn rất kỳ lạ. Đây là văn tự của thần đạo, nghe nói là đại đạo mà thiên đế đã lĩnh hội, chính là thần văn. Trên phù lục màu xám trắng có rất nhiều thần văn tỏa sáng rực rỡ tạo thành một nhóm văn tự, Thái Thượng Đồng Tử Linh Quan Lục. Quả nhiên, Long Vương Giếng cũng thụ lục, chỉ khi được cho tặng phù lục mới xem như đã vào thể chế của đạo đình, mới có thể làm thần tiên. Nếu không sẽ không được sắc phong, chính là tà tế dâm từ là đối tượng bị đạo đình đả kích trọng điểm, Thái Thượng Đồng Tử Linh Quan Lục. Hình như người từng thi đậu đồng tử đều sẽ được cho tặng phù lục này. Xem ra tiêu chuẩn công danh của Long Vương Giếng này cũng tương đương với đồng sinh, đạo đồng. Phương Tịch không khỏi khinh bỉ, ngay cả cử tài cũng không phải, tương đương với văn bằng tiểu học. Thảo nào lại không được đề bạt lên, xảy ra chuyện còn là kẻ đầu tiên cõng nổi. Thần thức của hắn đảo qua từng tấc Thái Thượng Đồng Tử Linh Quan Lục màu xám trắng thì lập tức phát hiện có mấy ám môn. Làm đại tông sư phù lục nên chỉ cần hắn thích ứng sẽ phát hiện phù lục trên thế gian đều gần như giống nhau. Thụ lục chính là thủ đoạn trưởng, khống thiên hạ của thiên tử đạo đình. Có thể hiểu được vì sao có ám môn, chỉ là ám môn mà ta phát hiện có một số hiệu quả như định vị, hạn chế thần lực. Cũng chưa chắc không có ám môn lập tức tử hình. Vừa vào đạo đình quả nhiên sinh tử đều bị cấp trên nắm giữ. Bởi vậy thần đạo phù chiếu của thần chức là đồ tốt nhưng đạo lục này thật sự không cần cũng được. Nhưng nếu làm vậy chính là tà tế dâm từ, đạo đình gặp một tên sẽ diệt một tên. Không, không đúng, trên thần vị chẳng lẽ thật sự không có chút cạm bẫy nào sao? Phương Tịch ngẩng đầu nhìn lên trời, chợt cảm nhận được sự sợ hãi. Trong đạo lục có hậu thủ của thiên tử đạo đình. Ai có thể biết trong thần vị có ám thủ của thiên đế hay không? Mặc dù triều đình có thể sắc phong thần vị, cũng có thể do bách tính tế bái hương hỏa ngưng tụ mà thành, thậm chí trời đất tụ sinh, gọi là tiên thiên thần trích. Nhưng nếu trời đất chính là thiên đế thì sao? Thiên đế hạ thần đạo phù chiếu, ai biết được trong đó có ám môn hay không? Hay nói là chắc chắn có, thần đạo này quả nhiên đều là bẫy. Phương Tịch thật sự khóc không ra nước mắt, cũng may trước tiên ta có thể mang về địa tiên giới nghiên cứu một phen. Dù ám môn hậu thủ của ngươi có lợi hại hơn nữa chẳng lẽ có thể cách một trung thiên thế giới mà rủa chết ta sao? Thần chức của cái này thiên đình sau khi đến địa tiên giới chắc chắn không thể nào lập tức sử dụng được, có thủy thổ không phục. Bởi vậy còn cần có rất nhiều hàng mẫu để tiến hành phân tích, nghiên cứu. Vừa vặn trên hãm không đảo chính là một căn cứ thí nghiệm thần đạo cỡ lớn. Quả nhiên Long Vương Giếng chỉ là phế vật. Phương Tịch mặt không thay đổi ném hắc phiên đi, tiếp tục để cho khôi lỗi hắc ngư chấp trưởng, ẩn nấp trong sông lớn. Dù sao trên thân Long Vương Giếng cũng có đạo lục, bất kể bỏ mạng hay di chuyển đều sẽ có phản ứng,
trước mắt Phương Tịch vẫn chưa muốn đánh rắn động cỏ. Nếu Long Vương giếng vẫn còn thần chức thủy vận sứ thì ta sẽ có thể mang về nghiên cứu kỹ một phen. Bây giờ chẳng lẽ đi cướp chức của thổ địa thần Bạch Cam thôn Trương Hữu Đức? Thôi đi, chẳng qua chỉ là thần chức bất nhập phẩm. Sau này sẽ có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn. Huyện thành. Cam Ngọc Phong Trần mệt mỏi cuối cùng đã đến đại môn của huyện thành. Ở cửa thành còn có binh sĩ tuần tra đang dùng ánh mắt như chim ưng nhìn người vào thành. Chỉ đối mặt với ánh mắt của chúng mà Cam Ngọc đã cảm thấy trong lòng ớn lạnh, đây là hổ lang sĩ hà. Nhưng rất nhanh y đã cảm thấy không đúng. Binh sĩ tuần tra huyện thành bình thường có cần tinh nhuệ như vậy sao? Ngay cả y từng nuốt linh vật cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh, e là những binh sĩ này đều là nhân vật hung ác từng giết người. Từng thấy máu, lại mang trên người võ nghệ điêu luyện dù ở trên chiến trường cũng là tinh binh nhất đẳng. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện? Suy nghĩ của Cam Ngọc thay đổi rất nhanh, thậm chí có xúc động từ bỏ lần thi hương này. Thế nhưng, sự uy hiếp của Long Vương giếng đang ở trước mắt nên y chỉ đành thành thật thật xếp hàng vào thành. Cửa thành, từng tấm công văn, bố cáo, thậm chí lệnh truy nã đều dán trên cửa thành lâu. Thần bà chân lệ, hay dùng thuật thải sinh bái tế tà thần. Nếu ai bắt được sẽ được thưởng 10 kim tiền, không quản sống chết, người cung cấp tin tức được thưởng 5 ngân tiền. Cam Ngọc tùy ý nhìn qua thì đã thấy trên một tấm văn thư có mấy nét bút, miêu tả khuôn mặt của một nữ tử hơi già rất sinh động. Đặc biệt là nốt ruồi duyên ở khóe miệng khiến người ta có ấn tượng rất sâu. Y lại nhìn mấy tấm nữa thì thấy mấy chân dung kia đều là tội phạm truy nã nổi danh trên bảng, phi tinh quan mai đạo nhân. Dùng võ phạm cấm, tập kích mệnh quan triều đình, giết nhiều nha dịch, bổ khoái, chạy trốn đến chân trời. Không quản chết sống, người giết được thưởng 50 kim tiền, cả 50 kim tiền. Cam Ngọc cũng chấn kinh, số này nếu đổi xuống thì chính là 5.000 ngân tiền. Đủ để mua được một căn nhà ở gần huyện thành, cộng với trăm mẫu ruộng tốt, sau này yên lòng làm ông nhà giàu. Mai đạo nhân, y nhìn lệnh truy nã dường như muốn nhớ kỹ chân dung trên đó. Dáng vẻ của Mai đạo nhân chỉ là một lão già gầy gò, thật sự khó liên hệ với tuyệt thế hung nhân tập sát đạo quán, lại giết không biết bao nhiêu người. Các bạn đang nghe chuyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 903, Lão Đạo. Thanh Huyền Quan, tường đỏ ngói xanh thấp thoáng trong rừng cây. Cam Ngọc ngẩng đầu lên nhìn tấm biển rồi bước vào trong đạo quán. Vừa bước vào đạo quán thì y đã thấy ở giữa quảng trường lát đá có một cái lư hương đồng lớn. Từng nén hương cháy hết tỏa ra mùi đàn hương nồng đậm, Huyền Chân Điện. Cam Ngọc bước vào trong đại điện thì thất trên điện đường có thờ một tượng thần uy nghiêm. Tượng thần mặc miện phục, đầu đội bình thiên quan, hai tay rũ xuống tự nhiên, từng chuỗi rèm châu phủ xuống khiến người ta không nhìn rõ được diện mạo. Căn cứ vào quy củ của đạo đình thì trong đạo quan chỉ có thể chủ tế thiên đế, bồi tế mới đến lượt các vị thần chủ hoặc là các đời tổ sư, nếu không sẽ xem như tà tự. Nên tượng thần này chính là bản tôn thiên đế. Lúc này không có nhiều khách hành hương, điện đường mênh mông rộng rãi, có cảm giác uy nghiêm và thần bí. Cam Ngọc lập tức nghiêm túc, cung kính dâng hương trước, sau đó mới bước đến trước thùng công đức bỏ từng đồng ngân tiền vào trong, đa tạ thiện tín. Một đạo đồng thấy cảnh này thì lập tức mừng rỡ bước lên hành lễ dâng sổ ghi chép công đức lên, xin hãy để lại danh tính. Cam Ngọc nâng bút, viết năm chữ to Bạch Cam thôn Cam Ngọc thì nghe đạo đồng nói tiếng, thiện tín đường xa đến đây chắc rất mệt mỏi, có muốn vào uống trà không? Thanh diệp trà cả bản quan có tác dụng đề thần tỉnh não, giải khát rất tốt, rất nổi, tiếng ở huyện thành. Mặc dù ở đây cũng có khách hành hương nhưng một lần đã cúng mấy ngân tiền thật sự rất ít. Bình thường chỉ có lúc Tết thì mới có phú gia đại hộ cúng. Đạo đồng nhìn người dưới dĩa thức ăn như vậy nhưng cũng không có ai phản đối mà còn cảm thấy bình thường. Cũng được. Cam Ngọc bỏ vốn nhiều như vậy đương nhiên sẽ không về tay không. Y nghe vậy thì cười rồi bước theo đạo đồng ra phía sau đạo quan. Ở phía sau đạo quan chính là một vườn hoa, chiếm diện tích mấy mẫu, thanh u lịch sự tao nhã, lại có trồng các loại hoa cỏ, nhìn rất đẹp. Đạo đồng mời Cam Ngọc vào trong một tiểu đình ngồi. Không bao lâu sau đã dâng trà xanh lên, còn kèm theo trà bánh bốn màu. Cam Ngọc nếm một chút, chỉ cảm thấy mùi vị rất tốt, tiếc là không thể mang về nhà cho lão mẫu. Lúc đang phẩm trà thì nghe được tiếng tay áo tung bay, có một lão đạo mang bội kiếm bước đến, chắp tay, lão đạo Minh Đức,
bái kiến Thiện Tín. Đạo trưởng hữu lễ, Cam Ngọc vội đáp lễ, hai người thưởng trà, nói một số chú ý trên đạo kinh, Minh Đức lão đạo lại giật mình. Chỉ cảm thấy lĩnh ngộ của người trẻ tuổi này với đạo kinh thật sự rất quen thuộc trôi chảy, không dưới một số lão đạo sĩ. Thậm chí còn lời nhẹ nghĩa sâu, cũng có dẫn dắt cho mình. Lão lại hỏi thăm một chút thì biết Cam Ngọc đến để thi đồng tử nên giọng điệu không khỏi thân cận hơn mấy phần. Trong mắt của Minh Đức lão đạo, người trẻ tuổi này nếu không xảy ra sai lầm gì thì tất đậu kim khoa, dù không đầu tư từ trước nhưng cũng có thể kết thiện duyên. Cam Ngọc lại nói thêm mấy câu rồi mới hỏi một số chuyện của thần đạo. Minh Đức lão đạo nghe vậy thì cười, mỗi lần đại khảo trong trường thi đúng là có chuyện quỷ thần quấy phá. Nếu Thiện Tín đến bản quan hỏi chuyện này thì đã đến nhầm chỗ rồi, hãy đến miếu Thành Hoàng xin người trong miếu một lá bùa hộ thân, có thể bảo vệ bình an vô sự. Cam Ngọc đã chắc nhưng lại khó hiểu, ta nghe nói trong huyện thành có quan khí, long khí che chở, kỳ quỷ bất thần. Trường thi là nơi pháp cấm xâm nghiêm, chẳng biết tại sao lại như vậy. Minh Đức lão đạo cười, đương nhiên là do Thành Hoàng đặc cách. Đạo đình chọn tài thì nhất định phải bao gồm nhiều mặt tài đức mới được. Nếu một công tử nhà giàu có kiến thức phong phú nhưng lại vì giàu mà bất nhân, trên tay có nhiều nhân mạng, chẳng lẽ vẫn có thể thi đậu sao? Bởi vậy trước khi bắt đầu thi đều sẽ cố ý tán pháp cấm, khiến oan hồn có oán báo oán, có thù báo thù. Thì ra là vậy, Cam Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng. Tình huống của y cũng không phải vì giàu bất nhân mà là tai ương từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ y cũng phải bị Long Vương giáng trả thù sao? Minh Đức lão đạo uống một hớp trà xanh, cười mà không nói. Thật ra khoa cử đạo đình đến hôm nay phần lớn những quy củ đã thả lỏng. Lấy một ví dụ cũng là một công tử nhà giàu vì giàu bất nhân nhưng nếu có thể tìm được người có đạo hạnh cao thâm hoặc thần trích che chở, hoặc là bản thân có tu vi thì đương nhiên không sợ oan hồn đòi mạng. Thậm chí nếu tâm tư âm u hơn một chút thì còn có thể thi triển thuật yểm thắng, tai họa cho những thí sinh tài học xuất chúng. Nếu bối cảnh cứng lại không gây ra chuyện gì lớn thì Nhật Dạ Du Thần cũng sẽ không quá so đo. Nhưng những chuyện này cũng không cần nói ra. Đạo đình chọn tài, cũng chọn lực. Bất kể khí vận, tài phú hay là bối cảnh, đều là một loại lực, kẻ có lực mạnh thì thắng, cũng là thiên quy mạnh được yếu thua. Đương nhiên nếu là hạng người có tài học xuất chúng như Cam Ngọc thì chỉ cần vận khí không quá kém sẽ có thể thi đậu. Đa tạ đã chỉ điểm, Cam Ngọc thành khẩn cảm tạ, định sau đó sẽ lập tức đến miếu Thành Hoàng sinh linh phủ. Y đang định cáo từ thì thấy Minh Đức lão đạo vậy mà mang kiếm, lại nhớ đến nội dung truy nã ở ngoài cửa thành thì y không nhịn được hỏi, đạo trưởng cũng tập võ sao? Không biết trên người có đạo pháp hay không? Trong lúc rảnh rỗi luyện võ cường thân mà thôi. Về phần đạo pháp, chỉ là bỏ gốc lấy ngọn. Minh Đức lão đạo vô cùng khinh thường nói. À, lời này có ý gì? Cam Ngọc hơi thắc mắc. Dù sao y vẫn còn trẻ, ai mà không có giấc mơ đẹp cầm kiếm đến chân trời, thậm chí tu tiên trường sinh chứ. Trong công môn dễ tu hành, trừ công môn ra thì tất cả pháp môn nhìn như tuyệt diệu nhưng thật ra đều là trăng trong nước, hoa trong gương, cuối cùng vẫn là dã hồ thiền. Minh Đức lão đạo mỉm cười chỉ nói đến đó rồi sai đạo đồng tiễn Cam Ngọc. Chờ sau khi Cam Ngọc đi rồi, lúc này lão đạo mới yếu ớt thở dài, tay phải có ánh sáng nhạt lóe lên, một chiếc lá xanh hiện ra, chiếc lá này rất xanh tươi, có thể nhìn rõ cuống lá và đường vân. Nó lơ lửng ở giữa không trung, tỏa sáng nhàn nhạt, vô cùng huyền diệu. Nếu kẻ phàm phu tục tử nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hô lớn tiên nhân, ít nhất cũng là người có đức lại tận lực cầu đạo trưởng thu nhận vào môn hạ, học tập đạo pháp. Nhưng Minh Đức lão đạo lại cười khổ, tu hành. Ha ha! Thiên địa linh cơ bị đạo luật thiên điều trấn áp, thỉnh thoảng lộ ra một tia thì cũng có vô số yêu loại, tinh quái, tu sĩ tranh đoạt. Thậm chí dù thiên phú dị bẩm, tính tình cứng cỏi, mất mấy chục đến hơn trăm năm tu luyện có thành tựu cũng không bằng một tờ sắc phong của đạo đình. Tu hành, tu cái rắm. Minh Đức lão đạo chợt văng tục. Năm đó lão cũng như Cam Ngọc, thiếu niên mộ đạo, đồng thời cũng may mắn bái vào Thanh Huyền Quan được truyền thụ đạo pháp chân chính. Nhưng vậy thì sao? Khổ tu mấy chục năm vẫn khó thành. Chút pháp lực này vẫn là do lão không cần mặt mũi đi thi với một đám trẻ con, thi đậu công danh đồng sinh mới miễn cưỡng tu thành. Thái thượng đồng tử Linh Quan Lục tọa trấn ở trung tâm đan điền của lão, quản lý tất cả khí tức pháp lực. Không như vập thì đạo pháp khó thành. Nói cách,
Khác đến lần này Cam Ngọc thi đậu đồng sinh sẽ lập tức có thể cùng cấp với lão. Thần đạo thịnh thế như vậy lại khiến vô số người tự học tuyệt vọng. A, à, đúng lúc này lại có tiếng cười lạnh đột nhiên từ phía sau Giả Sơn vang lên. Ai? Minh Đức lão đạo giật mình, cong ngón tay búng ra, một đạo quang huy xanh biếc hiện lên. Chiếc lá xanh kia lại như tên nỏ hóa thành một mũi tên xanh biếc, trực tiếp xuyên thấu Giả Sơn. Siêu, ở phía sau Giả Sơn có một bóng người hiện ra. Cả người mặc đạo bào, dáng vẻ gầy gò, tóc nửa trắng nửa đen nhìn rất tiều tụy. Là người, Mai Trường Không. Minh Đức lão đạo giật mình, lão vốn định hô lớn gọi người đến thì lập tức nuốt xuống. Đầu tiên lão nhìn xung quanh rồi lập tức kết quyết, khiến một tầng quang huy mờ ảo hiện ra, trải rộng xung quanh rồi mới hạ giọng nói, ngươi không muốn sống sao mà chui vào huyện thành. Bây giờ ngươi chính là trọng phạm của đạo đình, có tên trên bảng truy nã. Chỉ cần bị Nhật Dạ Du Thần nhìn thấy thì ngươi sẽ lập tức chết. Mai Trường Không này rõ ràng là lão đạo có giá trị 50 kim tiền trên bảng truy nã mà Cam Ngọc nhớ mãi không quên. Chỉ là chẳng biết tại sao dường như lão có quen biết với Minh Đức lão đạo, thù lớn chưa trả, không thể cam tâm. Mai Trường Không ngồi xuống chỗ trước đó của Cam Ngọc, không chút phong độ mà liên tục ăn bánh ngọt, cũng không biết lão đã đói bao lâu rồi. Ai? Ngươi và ta cũng là hảo hữu, lão đạo thật sự không đành lòng thấy ngươi đi đến bước này. Minh Đức lão đạo nhìn Mai Trường Không có chút tiếc hận. Vị đạo huynh này từng có lúc phong lưu phóng khoáng, thiên phú dị bẩm không biết đã khiến bao nhiêu nữ quan cảm mến. Bây giờ nhà Đỗ môn diệt, rõ ràng tuổi tác không hơn mình bao nhiêu lại tiều tụy, già nua như vậy, ta cũng không ngờ. Đạo luật xâm nghiêm, tổ sư của ta muốn đi một con đường mới nên đã dốc hết tâm huyết, chưa đến 30 đã chết, sư phụ ta kế thừa. Vì cầu một cọc cơ duyên mà chết ở Thâm Sơn, sau đó truyền cho ta. Mai Trường Không lau vụn bánh trên râu rồi trầm thấp nói, xưa nay ta không thích công danh chỉ muốn tu tiên đắc đạo. Vất vả lắm mới luyện được một số thứ, tuần kiểm trong huyện lại cưỡng đoạt, chỉ không theo thì lập tức gán tội, đạo quan tổ truyền bị định thành tà tế dâm từ, ta cũng trở thành tội phạm truy nã. Tức giận giết tuần kiểm, lập tức trở thành trọng phạm của triều đình, ngươi nói xem. Thiên lý, công đạo ở đâu? Minh Đức lão đạo hơi hé miệng ra nhưng cả nửa ngày cũng không nói gì. Lão vốn định nói với sự thông minh tài trí của Mai Trường Không, thi huyện và thi châu thật sự chỉ như lấy đồ trong túi, ngay cả Đỗ tiến sĩ cao trung cũng có mấy phần hy vọng. Dù không phải tiến sĩ nhưng chỉ cần trên người có công danh cử tài thì tuần kiểm sẽ không dám làm càn. Thế nhưng người này lại một lòng hướng tiên đạo, còn tâm cao khí ngạo, cuối cùng từ thiên chi kiêu tử bị đánh rớt xuống bùn. Chỉ là đạo lý này Mai Trường Không đã biết từ lâu rồi, mình nhiều lời cũng vô ích. Càng thiên tài thì ngạo khí càng lớn. Huống chi Mai Trường Không đã mất rất nhiều trên con đường này rồi, căn bản không thể nào phủ định tất cả, hắn chỉ còn lại đạo pháp. Ngươi lén lút chui vào huyện thành chắc là có đại sự, chẳng lẽ vẫn còn muốn báo thù sao? Không phải tên tuần kiểm kia đã chết rồi sao? Minh Đức lão đạo hơi khó hiểu. Mặc dù tuần kiểm chỉ là tòng cửu phẩm nhưng cũng là mệnh quan triều đình, giết quan chính là tạo phản, khiêu chiến đạo đình, rất nhạy cảm. Mai Trường Không không tìm cách trốn vào rừng sâu núi thẳm, sống đến cuối đời sao lại chui vào huyện thành. Đương nhiên là vẫn còn thù phải báo. Ta đã thăm dò, chuyện năm đó, tuần kiểm chỉ là người bên ngoài, còn người trốn sau màn bây giờ sẽ từng bước lên cao, trở thành huyện thừa. Mai Trường Không cười lạnh nói, ngươi điên rồi, tao huyện thừa chính là tòng thất phẩm. Minh Đức lão đạo giật nảy mình, trong đạo đình, phẩm cấp cũng đại biểu cho lực lượng. Huyện thừa tòng thất phẩm dù có quản chuyện hay không thì trên người đều có một phần dân khí và tín ngưỡng hương hỏa của huyện thành, thần lực đủ để nghiền chết tiểu tu như lão mấy chục lần. Chương 904, chạy trốn. Bạch Cam Thôn, dưới cây đào, Phương Tịch cắn một quả đào trong trắng lộ hồng, hắn vừa đồng niệm thì đã có một tấm thủy kính hiện ra. Khôi lỗi đại hắc ngư nấp dưới đáy sông đã thấy Cam Ngọc ở trên thuyền ô bồng đang đi về phía Bạch Cam Thôn. Đạo luật sao? Hắn thì thào. Ở giới này khó mà dẫn động được linh khí, cho dù tu sĩ hóa thần cũng không thể phá được la võng của đạo luật. Nhưng tu hành vốn là hành vi nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa cho bản thân, nếu không thì sao lại có lôi kiếp? Sau khi tiếp nhận lôi kiếp xong cũng có chỗ tốt, đó chính là trình độ khống chế lực lượng thiên địa không ngừng cao hơn. Đến giai đoạn phản hư thì có thể trực tiếp khống chế thiên địa nguyên khí, có thể đột phá được phong tỏa của đạo luật.
Bây giờ mỗi lần hắn thi triển pháp thuật đều tương đương với đang gây hấn với đạo luật. Đương nhiên dưới phản hư vẫn bị vùi dập giữa chợ. Nếu đến thiên đình, đối mặt với đạo luật thiên điều càng xâm nghiêm hơn thì dù Phương Tịch bây giờ cũng không tự tin. Cũng may ở hạ giới vẫn đủ dùng. Phương Tịch ăn đào xong, nhẹ nhàng vung tay, trước mặt hắn lập tức hiện ra mấy vật. Đầu tiên là một viên châu đen nhánh, nó nặng như núi, màu sắc ám trầm, mang theo khí tức khó hiểu, mơ hồ có cảm giác như không phù hợp với phương thiên địa này. Ngoài ra còn có một mũi tên đã rỉ sét, một tấm vảy rách và một khối hắc thiết nặng nề. Ba món đồng nát sắt vụn này lại không có khí tức không hợp nhau gì cả mà còn giạt rào linh khí, tự hiển lộ sự bất phàm của mình. Tìm bản tôn hỗ trợ thì bản tôn lại cho đám rác rưởi này. Phương Tịch bĩu môi, hơi bất mãn. Từ sau khi hiểu rõ quy luật của giới này thì hắn đã dành thời gian trở về hãm không đảo một chuyến, cầu viện bản tôn. Bản tôn cũng hào sảng, vung tay lên đã cho hắn những thứ này. Ngay cả một món tiên phủ kỳ chân tàn khuyết cũng không có, chỉ có những mảnh vỡ này. Hắn thở dài, đầu mũi tên, tấm vải, khối thiết. Không ngờ tất cả đều là tiên phủ kỳ chân tàn phiến. Dù hãm không đảo không có tiên phủ kỳ chân chưa hoàn chỉnh nhưng những tu sĩ hợp thể kia cũng có không ít tàn phiến tiên phủ kỳ chân. Mà trước đó bản tôn đã liên diệt chủ nhân Hắc Thị và mấy tên hợp thể dị tộc nên đã thu được mấy thứ này. Tiếc là cũng không có tiên phủ kỳ chân tàn khuyết nào. Loại tàn phiến này không lọt vào mắt của bản tôn nên đương nhiên đều xem như rác rưởi mà ném đến đây. Dù có tổn thất cũng không đau lòng. Cũng là bản thân ta, chửi hắn cũng là chửi ta không tức giận, không tức giận. Không đúng, sao ta lại nhỏ mọn như vậy chứ? Phương Tịch thở ra một hơi dài, cầm viên châu đen nhánh lên. Viên châu này cũng là bảo bối, đến từ chủ nhân Hắc Thị. Vị đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ chính là một chủng dị tộc kỳ dị, thậm chí còn không hình thành tộc đàn ổn định mà chỉ có mấy cá thể đơn độc. Bản tôn chủng dị tộc này chính là một dãy núi, nguy nga mênh mông, bất kể thể phách hay là pháp lực đều vượt xa tu sĩ cùng cấp, thậm chí còn có thể chiến vượt cấp. Thế nhưng gã lại đụng phải Phương Tịch không giảng đạo lý mà trực tiếp quét chết. Viên sơn nhạc châu này chính là hạch tâm của chủ nhân Hắc Thị. Chính là dị bảo hiếm có, tài liệu tuyệt đỉnh để luyện chế thân ngoại hóa thân, chỉ cần tế luyện vào một tia thần hồn thì sẽ có thể thu được một bộ hóa thân hoàn chỉnh. Đồng thời còn có rất nhiều diệu dụng, bản tôn không luyện lại giao cho ta luyện. Xem ra hắn vẫn còn rất lo lắng với thần đạo. Như vậy chẳng lẽ ta chính là tường lửa sao? Một khi hóa thân thần đạo có tai hại gì, dữ lắm thì cắt đứt với ta. Muốn ngưng tụ thần chức chỉ có ba cách. Một là đạo đình sắc phong, cách này rộng rãi nhất nhưng cũng khó khăn nhất. Đặc biệt là với tình hình quan lại đạo đình nhũng nhiễu ngày càng nghiêm trọng như bây giờ, cho dù tiến sĩ muốn có được thực chức cũng không dễ. Thứ hai là thông qua truyền bá tín ngưỡng rộng, thu thập hương hỏa, tự ngưng tụ thành, chỉ là không được đạo đình thừa nhận, bị xem như tà tế dâm tử, sẽ gặp phải đả kích. Cuối cùng là tiên thiên thần trích, thiên địa tự nhiên hạ xuống thần trước. Từ cơ sở thì đương nhiên loại cuối cùng là tốt nhất, đồng thời còn không bị đạo đình can thiệp và ảnh hưởng. Về phần thiên đế, phàm là những thần trích sinh ra trong thế giới này, muốn hoàn toàn thoát khỏi liên quan chính là chuyện không thể nào. Hóa thân dùng sơn nhạc châu tế luyện đã tương đương với sơn nhạc hóa hình thành tinh tự nhiên, rất dễ cảm ngộ thiên địa thu được loại thần chức này. Phương Tịch thì thào, đã hiểu rõ suy nghĩ của bản tôn, trong tay lóe quang mang, thu bốn thứ này lại. Sau đó hắn lại lấy phù bút, phù mực, bắt đầu tham, chiêu thái thượng đồng tử linh quan lục trên thân của Long Vương giếng trước đó và ngưu đầu sơn cổ tỉnh chuyển vận thủy sứ trong trí nhớ thử phân giải, vẽ thần văn. Thần văn chính là đại đạo mà thiên đế đã lĩnh hội được, lại tạo thành cơ sở của thần đạo phù chiếu, đại biểu loại bản nguyên pháp tắc nào đó. Hắn chỉ nhìn lướt qua đã cảm thấy mỗi nét bút đều rất ảo diệu. Một thần văn thật sự đã bao hàm toàn diện, bất kể pháp tắc hư không, pháp tắc thời gian hoặc là những pháp tắc khác, đều có thể tìm được dấu vết và mạch lạc trong đó. Thật giống như giải thích đại đạo từ góc độ khác. Thậm chí thời cơ đạo phù lục của bản thân hắn tăng lên đến cấp 7 thậm chí cấp 8 cũng ở ngay đây. Hôm sau, Phương Tịch đẩy cửa ra, duỗi lưng thì đã thấy Cam Ngọc chờ ngoài cửa, bái kiến tiên sinh. Trên người Cam Ngọc vẫn còn chút hơi ẩm, hiển nhiên y đã chờ ở đây rất sớm. Hành động như vậy có thể nói là tôn sư trọng đạo, ở thế giới này rất được xem trọng. Là A Ngọc à? Phương Tịch cười cười,
Đúng lúc hôm nay đào đã chín rồi có thể hái mấy quả ăn. Đa tạ tiên sinh, Cam Ngọc cảm tạ, sau đó cùng Phương Tịch ngồi dưới cây đào, bày bàn cờ ra. Lần đánh cờ này Phương Tịch cảm thấy Cam Ngọc đã khác rồi. Không tệ, hạ cờ có độ, lần này đến huyện thành, trải qua tình đời, thật sự có chút lịch luyện. Hắn tán thưởng rồi đánh một quân cờ đen xuống, lại giết cờ trắng một con rồng lớn. Tiên sinh thận trọng từng bước, ta xin nhận thua. Cam Ngọc nhìn lướt qua bàn cờ, cuối cùng vẫn không chống đến 100 bước, đành phải nhận thua. Người mới học có thể đánh như vậy đã không tệ rồi. Với lại đánh cờ chỉ là thú vui, vẫn phải lấy đạo kinh làm trọng. Phương Tịch thu từng quân cờ lại, thấy A Ngọc ngươi khí định thần nhàn, lần này thi đồng tử chắc có hy vọng rồi. Đã làm hết khả năng, chỉ nghe mệnh trời. Cam Ngọc nghe vậy thì lại cười khổ, sau đó lại nói tiếp, vốn còn định ở lại huyền thành thêm mấy ngày, tìm công việc. Kết quả huyện nha xảy ra đại án, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến khoa cử lần này. Trên thực tế, Long Vương giếng đã bị Phương Tịch thu rồi nên không thể nào đến tìm Cam Ngọc gây phiền phức được. Nhưng đương nhiên Phương Tịch sẽ không nói cho Cam Ngọc biết chuyện này. Huyện nha xảy ra đại án thế nào? Phương Tịch hứng thú, nghe nói có hung đồ hành thích Tào huyện thừa, mặc dù thất bại nhưng đã giết mấy nha dịch, cuối cùng lại thuận lợi chạy khỏi thành. Cam Ngọc nhớ lại tình hình ngày đó mà lòng vẫn còn sợ hãi. Lại có hung đồ như vậy sao? Không biết đó là ai vậy? Phương Tịch hỏi. Hắn thật sự không rõ ràng tình hình ở huyện thành, dù sao thần thức của tu tiên giả ở giới này cũng bị hạn chế khá lớn. Đồng thời trong huyện thành còn có thành hoàng đại biểu cho chuẩn mực của thần đạo thủ hộ. Nên không phải thần thức của hắn không thể đột phá mà là tránh đánh cỏ động rắn. Nghe nói, chính là Mai Đạo Nhân, người đó võ công cao cường, còn tinh thông đạo pháp. Cam Ngọc trả lời, Mai Đạo Nhân. Phương Tịch lại thấy rất hứng thú, bảo Cam Ngọc kể lại tình hình của người này, cuối cùng lại nói, ngươi nên chuyên tâm với khoa cử. Chuyện này tốt nhất nghe cũng không cần nghe, nếu bị cuốn vào trong chuyện này thì đừng hòng có được công danh. Tiên sinh dạy phải, ta biết lợi hại. Cam Ngọc nghe xong thì lập tức nghiêm túc thụ giáo. Vù vù, kình phong mãnh liệt. Trong rừng rậm có một bóng người điểm nhẹ bước chân, lướt đi giữa các ngọn cây như một con chim lớn, trong khoảnh khắc đã đi xa. Gầu gầu. Không bao lâu sau, tiếng chó săn sủa vang lên, mấy tên nha dịch dẫn theo hắc huyền truy kích, xích sắt trong tay đổi thành trường đao đã khai phong, ở ngay đây, hắn trốn không thoát đâu. Một bổ đầu trung niên nhìn dấu chân, trên mặt hiện lên sự vui mừng, đây là trọng phạm của đạo đình nếu bắt được chắc chắn có thể thăng một cấp. Bổ đầu và bổ khoái thuộc về tư lại, gần như cả đời cũng không có hy vọng lên chức. Nếu có thể thăng một cấp, có quan thân thì con đường lên cao sẽ mở ra. Bây giờ đứng trước công lao, ai cũng anh dũng xông lên trước. Siêu, bất chợt có bóng đen xuất hiện, mấy cục đá bay ra. Ô, trong nháy mắt mấy con chó săn đã bị đánh trúng đầu, mũi miệng chảy máu ngã xuống đất. Sau đó Mai Trường Không với đôi mắt u ám, tay cầm ba thước thanh phong, phiêu nhiên bước đến. Ô nha trận, lão kết quyết một tay, trong rừng hiện lên mấy trận văn đen nhánh. Những bổ đầu và bổ khoái kia hét thảm, chỉ thấy mắt tối sầm lại, dường như đã mù. Dù võ công có cao thế nào đi chăng nữa mà bất chợt bị mù thì trong thực chiến cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Phốc phốc, trong nháy mắt Mai Trường Không đã đâm mấy kiếm. Lúc lão xuất kiếm gần như không có chút tiếng động, chỉ khi đến gần người thì tiếng kiếm minh thê lương mới vang lên. Hoa máu bay ra, mấy tên bổ khoái đã phơi thây nơi hoang vu. Bổ đầu che cổ họng, giữa kẻ tay có máu tươi chảy ra, trong mắt hiện ra vẻ khó tin, không thể nào. Rõ ràng ngươi đã trọng thương, sao vẫn có thể thi triển đạo pháp được? Mai Trường Không không thèm trả lời mà quay người chạy vào rừng. Lúc này trên mặt lão mới hiện ra vẻ tái nhợt, hơi thở cũng uể oải hơn. Vù vù, một lát sau, chỗ cũ nổi lên một cơn âm phong. Hai bóng người một đen, một trắng xuất hiện nhìn thi thể đầy đất thì lập tức kết quyết. Kim quang lóe lên, từng âm hồn xuất hiện, thất khiếu chảy máu, thần sắc đờ đẫn. Trên người tên phạm nhân này có một món dị bảo, vậy mà có thể tu luyện pháp lực đến cấp độ cao thâm, đối mặt với huyện thừa tòng thất phẩm cũng có thể thoát được một mạng. Âm thần mặc áo trắng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt, âm dương tương cách, chúng ta vậy mà bị pháp thuật của hắn mê hoặc, bây giờ mới bắt được tung tích. Đừng quá đề cao người này, Tào huyện thừa vẫn chưa thật sự thành thần, thần lực trong cơ thể chẳng qua chỉ tự động vận chuyển hộ thể mà thôi.
Nếu người này gặp phải võ phán quan thì chắc chắn sẽ không thể thoát. Trên mặt âm thần hắc y có đường vân kỳ dị, gã khẽ quát, phạm nhân trốn đâu? Nhưng âm hồn đờ đẫn, thất khiếu chảy máu giơ tay lên, chỉ về phương hướng Mai Trường Không chạy trốn. Các bạn đang nghe chuyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 905, Thành Hoàng. Mai Trường Không dừng lại ở bờ suối rồi phun ra một ngụm tinh huyết. Trước đó lão cưỡng ép trấn áp thương thế để đánh giết truy binh đã khiến thương thế trong cơ thể của lão càng nghiêm trọng hơn. Lúc này lão nhìn rừng núi mênh mông nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không giống như thời cổ đại giết quan tạo phản vẫn có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm. Dưới sự quản lý của đạo đình thì núi có sơn thần, nước có thủy thần, dù một cái giếng, nói không chừng cũng có long vương. Bất kể có trốn đến chân trời góc biển thì chỉ cần đạo đình hạ quyết tâm chắc chắn sẽ có thể bắt về quy án. Trước đó chẳng qua ta chỉ giết Tuần Kiếm, bây giờ lại là ám sát huyện thừa. Động tĩnh càng náo càng lớn. Mai Trường Không hiểu rất rõ quy luật vận chuyển của quan phủ, nếu chỉ là chuyện nhỏ thì tuyệt đối không gửi công văn làm phiền huyện lân cận. Bởi vậy lưu dân phạm một số tội nhỏ thì chỉ cần chạy đến huyện lân cận, gần như sẽ không bị gì. Thần trích ở huyện lân cận sẽ không tự chuốc lấy khổ mà làm công cho phủ quan huyện khác, trừ phi có công văn từ châu phủ. Lúc trước lão giết Tuần Kiểm đã bị truy nã toàn châu. Bây giờ ngay giữa ban ngày ám sát huyện thừa, mức độ quan trọng lại tăng lên lần nữa, cường độ đuổi bắt cũng tăng lên, nói không chừng dù thần linh cũng sẽ được thông báo. Đến lúc đó chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ta chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc là không thể giết được Tào Tặc. Sắc mặt của Mai Trường Không vô cùng tái nhợt, lão lấy từ trong ngực ra một cái thạch ấn. Thạch ấn vuông vức, bên ngoài hiện ra màu xám trắng, còn có không ít vết nứt. Lão cầm ấn này, khoanh chân đả tọa, hấp thu từng tia linh cơ trong hư không, chậm rãi khôi phục pháp lực và thương thế. Thạch ấn này là trọng bảo của sư môn lão, năm đó sư tôn của lão đã truyền lại. Tu sĩ dựa vào bảo vật này có thể lách đạo luật mà hấp thu một chút thiên địa linh khí. Nếu không dù lão có thiên phú dị bẩm thế nào đi chăng nữa cũng không thể tu luyện pháp thuật đến mức độ này. Ngay lúc lão nhập định vận công thì thạch ấn chợt lóe sáng, phát ra tiếng cảnh báo. Mai Trường Không lập tức đứng dậy, nắm chặt trường kiếm. Bị phát hiện rồi, người này quả nhiên không đơn giản, nhốt lại trước rồi tính. Nhật Du Thần mặc bạch y kết quyết hai tay, trong núi rừng lập tức hiện ra từng đám sương mù. Y nắm bắt rất chính xác chiến cục. Biết mình và Dạ Du Thần cũng không cần bắt được tên hung đồ này. Không cầu có công chỉ cầu không có tội, chỉ cần có thể dây dưa với đối phương nửa khắc là được. Nếu có thể vây đến khi viện binh chạy đến chính là lập đại công. Như vậy chẳng phải không thú vị rồi sao? Xem ta đấu pháp với hắn. Dạ Du Thần mặt đen hừ lạnh rồi lấy trên người ra một cây cung. Cây cung này màu sắc sặc sỡ như làm bằng giấy, mà chỉ to cỡ lòng bàn tay như đồ chơi của tiểu hài. Dạ Du Thần niệm chú ngữ, cây cung lóe sáng, trong nháy mắt biến lớn, y cầm trong tay, dương cung tròn như trăng. Hưu, dây cung rung động, một mũi tên như sao băng bắn về phía Mai Trường Không. Đường. Mai Trường Không ở trong sương mù bị chắn tầm nhìn bất ngờ không kịp giơ kiếm lên đón đỡ. Nhưng trên người lã có một tầng sáng xanh hiện lên như trứng gà, bảo vệ lão vào trong. Quả nhiên có vấn đề, tu vi pháp lực của người này đã bằng với chính thần nhập phẩm. Đạo nhân bình thường tự học cả đời cũng không tu luyện đến mức này được, Nhật Du Thần nói. Nếu lúc bình thường thì hai mao thần như chúng ta cũng chưa chắc có thể cản được đối phương. Cũng may bây giờ đối phương mang thương tích trong người. Dạ Du Thần lại mừng rỡ, lấy được số công đức này thì hai huynh đệ ta sau này có thể mưu cầu lên trước. Ít nhất cũng phải nhập phẩm mới tính là phúc đức chính thần thật sự. Muốn bắt ta, nằm mơ. Thần sắc Mai Trường Không hung ác lấy trong ngực ra một tấm phù lục. Hình dạng phù lục này rất cổ xưa, thậm chí ở ngoài rìa đã tổn hại, mang theo dấu vết cổ xưa. Lão cắn đầu lưỡi, phun tinh huyết lên phù lục. Ầm ầm, trong hư không có tiếng sấm vang lên. Dạ Du Thần hét thảm, xém chút đã bị điện quang đánh trúng mà hôi phi yên diệt. Xoẹt xẹt, hồ quang điện màu trắng bật lên, những nơi nó đi qua thì sương mù tản đi, rừng núi lại hiện ra. Mai Trường Không cũng không dây dưa với Nhật Dạ Du Thần mà lập tức bỏ đi. Đạp đạp, đạp đạp, đúng lúc này lại có tiếng thúc ngựa chạy nhanh vang lên.
Trong khu rừng này không thể nào phóng ngựa phi nhanh được, ngựa bình thường sẽ ngoặt chân quăng kỵ sĩ ngã chết. Nhưng lúc này lại có một đạo thần quang hiện lên, một bóng người mặc giáp xuất hiện. Y cưỡi ngựa cao to, đi giữa núi rừng gập ghềnh như trên đất bằng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo tiếng vó ngựa không ngừng đến gần thì cảm giác áp bách như núi đảo ngược càng rõ ràng hơn. Quá tốt rồi, là Võ Phán Quan. Nhật Dạ Du Thần đều mừng rỡ, chỉ thấy tốc độ của Võ Phán Quan trọng trang kỵ binh càng lúc càng nhanh hơn, trong tiếng gió rít đã đuổi kịp Mai Trường Không, trường thương trong tay đâm ra. Phốc, thân thể Mai Trường Không uốn éo, tại góc độ không thể tưởng tượng nổi mà né được một thương thế như phong lôi. Đúng lúc này trên đầu thương có một đạo hắc mang hiện lên hóa thành ngàn vạn phi châm. Mai Trường Không cầm trường kiếm cản lại, trong nháy mắt hộ cháo trên người lão đã sụp đổ, sau đó trường kiếm trong tay cũng đứt gãy, cả người ngã xuống đất, ngực hiện ra từng điểm hồng mai. Phạm nhân Mai Trường Không, giết quan tạo phản, ban ngày ban mặt ám sát Tào huyện thừa. Tội đáng, giết. Võ Phán Quan ngồi trên lưng ngựa, mỗi khi nói một câu thì hư không lại nặng hơn một chút. Lúc này, y thật sự như miệng ngậm thiên hiến, có thể trực tiếp định sinh tử của người khác. Thấy cảnh này, dù Nhật Dạ Du Thần cũng rất kinh sợ. Cùng là chấp hành công vụ nhưng chính thần nhập phẩm lại khác với những thần lại bất nhập lưu như bọn họ. Trong thần đạo mỗi khi tăng lên một phẩm cấp đều chênh lệch lực lượng rất to lớn, không thể nào giả được. Phốc! Mai Trường Không lại phun ra một ngụm tinh huyết, bò dậy, lưng vẫn thẳng tắp, thậm chí xương cốt còn vang lên tiếng răng rắc. Tào tặc chưa chết. À, không cam lòng. Các ngươi rắn chuột một ổ, cùng một ruột. Tất! Mũi miệng của lão chảy máu, chỉ nói lẩm bẩm, tiếng nói dần dần nhỏ đến mức không nghe được. Ừ! Võ Phán Quan cũng không quan tâm, y vốn là hạng người tính khí nóng nảy, huống chi trong miếu nào không có quỷ chết oan chứ. Nếu phải truy từng chuyện đến cùng thì cũng đừng làm thần tiên nữa. Y giơ trường thương lên, định cho Mai Trường Không một kích cuối cùng thì chợt hoa mắt. Chẳng biết từ lúc nào ở trước người Mai Trường Không đã có một bóng người. Một bộ hắc bào, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, khóe miệng ngậm cười, chính là Phương Tịch. Chỉ là lúc này hắn lại dùng gương mặt thật xuất hiện chứ không phải hình tượng giáo thư trung niên ở Bạch Cam Thôn. Dã đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi muốn tương trợ trọng phạm của đạo đình sao? Võ Phán Quan hừ lạnh, theo luật, kẻ bao che cùng tội với trọng phạm, đáng chém. Trong tiếng hừ lạnh, y lại giơ roi thúc ngựa, trường thương xông lên. Một khắc sau, chỉ thấy trong hư không chợt hiện ra một đại thủ bằng hắc khí nắm chặt trường thương như đúc bằng sắt thép, không thể rung chuyển chút nào. Ngay sau đó Phương Tịch cong ngón tay búng ra. Một đạo hắc mang hiện lên, trên thân Võ Phán Quan lóe lên kim quang, y đã xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng nhưng chiến mã đã bị ép thành thịt nát. To gan, ta phụng lệnh của Thành Hoàng, truy nã trọng phạm, nhữ là ai? Mà dám cản ta làm công vụ, không sợ đạo đình giáng tội sao? Võ Phán Quan lấy trong ngực ra một tấm lệnh bài, lớn họng giống, pháp chỉ Thành Hoàng ở đây, nếu vẫn không theo, thỉnh đạo luật tru diệt. Trong đôi mắt Phương Tịch lóe lên quang mang nhìn thấy một tấm pháp võng đỏ rực. Pháp võng này bao phủ toàn bộ phạm vi huyện Thanh Khê, chính là do chuẩn mực thần đạo kết hợp vạn dân chi khí, dung hội với đạo luật mà thành. Lúc này Võ Phán Quan quát lên, dù pháp lực của mình vượt qua đối phương nhưng nếu trong cơ thể có phù lục của đạo đình thì cũng không thể chống lại pháp võng này. Dù sao đây cũng là tạo phản mà, nếu tu sĩ dựa vào đạo lục tu thành pháp lực thì sao có thể chống lại thể chế này được. Đánh không lại thì làm cho nắm quyền. Đáng tiếc không phong được ta. Phương Tịch nhịn không được cười lên. Tiếc là hắn không nằm trong chuẩn mực của đạo đình, bởi vậy hắn hoàn toàn không bị hạn chế. Hà, rốt cuộc ngươi là ai? Không phải Võ Phán Quan chưa bao giờ gặp. Tu sĩ nhưng dù là chân nhân của đạo gia khi thấy mình đang chấp hành nhiệm vụ cũng không dám ngăn cản. Lại không ngờ lần này lại ăn quả đắng như vậy. Y không khỏi giật nảy cả mình. Y chợt nghĩ đến chuyện gì đó. Mắt trừng to như chuông đồng, ngươi cũng là tán tu. Dù là tán tu, chẳng lẽ không sợ đạo đình trách tội, hưng binh thảo phạt sao? Tán tu giả không bị đạo lục hạn chế nhưng tiến bộ pháp lực rất gian nan, cũng như Mai Trường Không. Mai Trường Không ở phía sau Phương Tịch nghe nói vậy thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ khó tin. Lão đương nhiên biết rõ sự đau khổ của tán tu, căn bản không thể nào ở dưới thiên la địa võng của đạo đình mà tu thành thần thông pháp lực như vậy. Lúc này, Mai Trường Không chỉ nghe thấy thiếu niên đạo nhân kia cười lạnh, ha ha. Đạo đình là cái thá gì? Tốt, tốt,
lại gặp phải một tên phản tặc thật sự. Võ phán quan nổi giận đùng đùng, Nhật Dạ Du thần ở bên cạnh cũng cùng chung mối thù, tức đến mức gần như nghiến nát răng. Gặp phải kẻ thật sự không coi đạo đình ra gì thì cũng tương đương với đào căn cơ của bọn chúng, khiến bất kể lợi ích hay da mặt của bọn chúng đều bị uy hiếp chí mạng, theo đó chính là sự tức giận, ngươi dám. Võ phán quan lập tức giơ cao pháp chỉ thành hoàng, thưởng phạt viện võ phán quan Thiết Tử, kính thỉnh thành hoàng lão ra xuất thủ, truy nã kẻ phản nghịch. Trên lệnh bài có một đạo quang huy đỏ rực lấp lóe, thần uy cường đại giáng lâm. Xong rồi. Mai Trường Không mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc quan bảo uy nghiêm xuất hiện thì không khỏi tuyệt vọng. Thành hoành của một huyện ít nhất cũng là thất phẩm chính thần, uy năng ngập trời, bất kể tu sĩ, tinh quái, yêu ma đều không thể chống. Phương Tịch nhìn bóng người bao phủ trong quang huy đỏ rực này thì lại thầm nói, luận khí tức chỉ cỡ trúc cơ nhưng lại có uy của kết đan pháp vực. Không những vậy, đây là thân ngoại hóa thân sao? Trúc cơ đã có thể tu luyện thân ngoại hóa thân, hoặc là tác dụng của loại thần thuật nào đó. Hắn cười ha ha, ma khí bốc lên quanh người, thu lại ý trêu đùa, nghiêm túc hơn một chút. Một cái ma thủ to lớn từ trên trời giáng xuống, chỉ khẽ bóp. Thành hoàng thất phẩm ở trong quang huy đỏ rực lập tức hét thảm, tan thành mây khói. Biến cố kịch liệt như vậy khiến võ phán quan và Nhật Dạ Du thần đều choáng váng. Còn Phương Tịch cũng không khách khí với bọn chúng, hắn phất tay bắn ra ba tia ma hỏa đen nhánh đốt võ phán quan và Nhật Dạ Du thần thành ba cây đuốc. Hắn đưa tay lấy trong ba ngọn đuốc ra mấy thứ, sau đó khống chế độn quang quấn lấy Mai Trường Không rồi biến mất. Chương 906, Thạch Ấn. Ta, tiếng gió rít vang lên bên tai của Mai Trường Không, lão chỉ thấy mắt tối sầm rồi bất tỉnh. Chờ đến khi lão tỉnh lại thì đã ở trong một sơn động. A, ta không sao. Lão vận công điều tức, chỉ thấy toàn thân thư thái, vết thương bị Tào Huyện Thừa đánh và võ phán quan để lại đều biến mất không còn tăm tích. Không, sai. Ngươi tỉnh rồi sao? Lúc này ở cửa sơn động có quang ảnh lóe lên, một thiếu niên đạo nhân mặc áo đen bước vào, chính là Phương Tịch. Mai Trường Không trầm mặc một phen rồi chợt quỵ rạp xuống đất. Trường Không bái tạ ân cứu mạng của ân công, xin hỏi ân công sở tu đạo gì? Lòng lão vô cùng thấp thỏm, lại mang theo vẻ mong chờ. Sở tu của ta đương nhiên chính là trường sinh bất tử tiêu giao chân tiên chi đạo. Phương Tịch mỉm cười trả lời. Mai Trường Không lập tức ngấn lệ. Không vào đạo đình, tự học tự ngộ, cuối cùng là hư ảo. Hạn chế nào đã khiến không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời ảm đạm khom lưng, có người bướng bỉnh cũng chỉ phí thời gian cả đời. Vào thời khắc này, Mai Trường Không nghĩ đến sư môn của bản thân thì không khỏi thì thầm, sư phụ. Phanh phanh phanh, lão chợt dập đầu liên tục, tiếng nói như đỗ quyên khấp huyết, lão hủ. Lão hủ, hôm nay nhìn thấy chân tiên chi đạo có chết cũng không hối tiếc. Ân công có gì phân phó, lão đạo muôn lần chết cũng không chối từ. Trong nháy mắt, Mai Trường Không đã nước mắt đầy mặt. Thật sự không đau khổ cầu khẩn ta thu làm đệ tử, cũng là kẻ có nhãn lực, hiểu tôn ti, biết tiến thối. Phương Tịch nhìn thấy cảnh này thì âm thầm tán thưởng. Nếu là loại mình cứu đối phương một mạng mà đối phương còn không biết xấu hổ muốn bái làm môn hạ, cầu được chân tiên pháp thì nói không chừng sẽ bị Phương Tịch dùng một bàn tay đập chết. Dù hắn không đập chết thì cũng sẽ trực tiếp phủi tay bỏ đi. Ngàn vạn tu sĩ thiên hạ, còn sợ gì không tìm thấy một con chuột bạch. Sao phải treo cổ trên một cành cây? Bây giờ nhìn lại Mai Trường Không cũng không tệ. Hắn ngồi xếp bằng, trong hư không tự nhiên có một đạo hắc khí xuất hiện như linh chi, nâng đỡ thân thể Phương Tịch, kể lại những gì ngươi trải qua. Mai Trường Không thấy Phương Tịch như vậy thì trong lòng càng ao ước. Linh cơ của tán tu có hạn, dù lão có dị bảo trên người thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tiết kiệm mỗi tia pháp lực đề phòng bất trắc. Hành động xa xỉ như vậy chắc chắn lão không làm được. Mai Trường Không lấy lại bình tĩnh, lúc này lão nhỏ nhẹ kể lại chuyện của bản thân, lão hủ xuất thân từ phi tinh quan. Ám sát lần này, lão hủ vốn đã tế luyện ba cây tăng môn đinh, chỉ cần đinh đóng vào nhục thân của tên tào tặc kia thì chắc chắn có thể ô nhiễm hồn phách của hắn. Thế nhưng, nói xong câu cuối cùng, lão đạo bất đắc dĩ lắc đầu, cầm thạch ấn xám trắng và ba cây đinh đen nhánh đưa lên, xin ân công hãy đánh giá chút vật phẩm này. Phương Tịch cầm ba cây tăng môn đinh kia lên trước, không khỏi cười lên. Trong mắt ma tu đỉnh cấp như hắn thì pháp khí này luyện chế thật sự rất khó coi.
nhưng mà cũng có thể ô nhiễm được thần hồn của tu sĩ trúc cơ, tiền đề là phải trúng. Hiển nhiên Mai Trường Không đã không đánh trúng. Đồng thời quan viên ở thế giới này đều mang theo đạo lục và thần chức trên người, dù ba cây đinh đều trúng thì e cũng không diệt sát được thần hồn của đối phương. Hôm nay xem như Phương Tịch đã thấy được uy năng của thần chích, thật sự không tệ. Tỷ như vị thành hoàng huyện Thanh Khê kia, trong phạm vi huyện Thanh Khê tuyệt đối có thể so với kết đan. Thậm chí các loại thần thuật càng tốt hơn thần thông cùng loại, tùy tâm mà phát, trong các tu sĩ kết đan cũng khá khó chơi, nhưng mà thần đạo cũng có chỗ không tốt. Đó chính là một khi rời khỏi phạm vi thần chức huyện Thanh Khê thì vị thành hoàng đại nhân này e rằng sẽ lập tức lui chuyển trở thành trúc cơ bình thường nhất. Thậm chí so tu sĩ trúc cơ bình thường còn kém hơn một chút. Cái thạch ấn này cũng có chút thú vị. Phương Tịch lại cầm thạch ấn xám trắng lên. Chỉ thấy thạch ấn vuông vức, triện văn bên dưới đã mờ đo không nhìn rõ được, bên ngoài có từng vết nứt. Nhưng cái thạch ấn này lại có thể khiến tán tu không có đạo lục, không vào đạo đình lấy được cơ hội thở dốc dưới thiên la địa võng. Hắn thưởng thức một phen, cảm thấy vận này ẩn chức khí cơ thâm thúy. Thế nhưng mình cũng không phải tu sĩ thần đạo cấp cao nên không nhìn ra được ảo diệu trong đó. Vật này có chút kỳ diệu, ta chỉ có thể xác định nó chính là bảo vật thần đạo cao cấp. Phương Tịch ném thạch ấn lại cho Mai Trường Không. Mai Trường Không lại như bị sét đánh, sau đó cười khổ, lão đạo cũng có suy đoán vậy, bây giờ nhìn lại thật sự là thế. Mặt của lão hơi uể oải, dù sao lịch đại tổ sư Phi Tinh Quan đều muốn tự học tự ngộ, tiêu giao thành tiên. Kết quả lại phát hiện từ ban đầu bọn họ đã đi nhầm đường, ngoại vật mình ỷ lại cũng là thần đạo. Cũng giống như đi thử ngàn vạn con đường, cuối cùng vẫn đảo quanh trong lòng bàn tay của thần trích. Nếu không phải bây giờ nhìn thấy chân tiên đạo của Phương Tịch thì e là sự đả kích khi tam quan vỡ vụn đã có thể khiến Mai Trường Không sinh lòng tự lục. Nếu là bảo vật thần đạo thì không phải thứ lão hủ cầu. Mai Trường Không cắn răng, hai tay dâng thạch ấn lên rồi lại quỳ xuống. Lão hủ nguyện hiến bảo vật này cho ân công, chỉ cầu ân công cho phép lão hủ ở bên cạnh hầu hạ, đi theo làm tùy tùng. Vật này cũng không tầm thường, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Phương Tịch cầm thạch ấn lên mỉm cười hỏi, dù chết cũng không hối hận. Mai Trường Không nói như chém đinh chặt sắt, trong lòng lại có chút mất mát thất vọng như đã mất đi vật gì đó quan trọng. Đã như vậy thì ta sẽ nhận. Phương Tịch mỉm cười gật đầu, ta định du lịch thiên hạ, tìm một chỗ để dốc lòng tu hành, đúng là cần một lão bộc quản lý tạp vụ, sau này ngươi chỉ cần gọi ta công tử là được. Lão nô bái kiến công tử. Mai Trường Không vội hành lễ. Phương Tịch nhận thạch ấn thì cảm nhận được từ nơi sâu xa đã kết nhân quả với người này, không khỏi cười. Ở thế giới này, quy tắc đạo nhân quả mạnh hơn địa tiên giới rất nhiều. Nhưng hắn đương nhiên không kiêng kỵ gì, cũng không sợ hãi, đuổi Mai Trường Không ra ngoài, chuẩn bị thịt rừng. Phương Tịch thì vẫy tay một cái, trong sơn động sáng lên, có 6 tấm phù lục hiện ra. 3 tấm trong đó chính là đạo lục, có 2 tấm thái thượng đạo đình đô công chức lục đến từ Nhật Dạ Du Thần. Thảo nào hai kẻ này dám hy vọng nhập phẩm, thì ra có xuất thân tiến sĩ, đạo sĩ đúng quy cách nằm trong danh sách đạo tịch. Còn một tấm chính là thái thượng đạo đình Bắc Đấu Bí Lục, đến từ võ phán quan kia. Phương Tịch lại nhìn thần đạo phù chiếu còn lại. Chỉ thấy một phù chiếu như bạch ngọc, dài một thước, rộng 3 ngón tay, trên đó viết Thanh Khê huyện Thành Hoàng miếu trị Nhật Du Tuần Đô Ti Sự. Tấm phù lục còn lại cũng không khác nhiều, nhưng lại viết là Thanh Khê huyện Thành Hoàng miếu trị Dạ Du Tuần Đô Ti Sự. Đều là thần lại không ra gì nhưng xem ra còn tốt hơn thần chức chuyển vận thủy sứ của Long Vương Giếng. Phương Tịch nhìn phù chiếu thần chức cuối cùng, tấm này rất khác biệt, không chỉ toàn thân nó trăng tinh mà còn có từng tia khí đỏ rực quanh quẩn. Trên đó có thần văn ngũ thải lấp lóe, khắc rõ tòng cửu phẩm Thanh Khê huyện Thành Hoàng miếu thưởng phạt viện võ phán quan. Thần chức tòng cửu phẩm, cảm nhận được lực lượng của phù lục thần chức này, Phương Tịch không khỏi thì thào. Thần chức như vậy một tấm đã có thể khiến phàm nhân một bước lên trời, cũng không cần khảo nghiệm tư chất. Thậm chí trong thần chức còn mang theo một số pháp thuật, giống như quán đỉnh, có thể khiến thần chích tân tấn học được trong nháy mắt. Đồng thời gần như có thể dung hội quán thông. Thu hoạch hôm nay không nhỏ, nhưng mà hậu hoạn cũng rất lớn, người thật sự nhập phẩm, có quan thân, dù ở đạo đình cũng có danh sách. Nói không chừng ngay cả thiên tử cũng biết ở huyện Thanh Khê có một người tên Thiết Tử, hắn đã bị ta giết thì lập tức trở thành kẻ địch của toàn bộ thần đạo. Đương nhiên dù có lật tung toàn bộ đạo đình cũng không có chuyện gì,
Dù sao cũng chỉ là một tiểu giới, nhưng nếu thiên đình giáng lâm thì không dễ chơi. Mà những đạo lục này đương nhiên đều có tác dụng truy tung định vị. Lúc này sáu phù lục sáng rực quang hoa như sáu con cá muốn phá không bay đi. Phương Tịch mỉm cười rồi chợt vẫy tay. Một đạo ngân quang xuất hiện bao vây sáu phù lục lại, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Định vị lợi hại thì định vị đến địa tiên giới hãm không đảo đi. Sáu tấm phù lục này đều có thể mang ra vẽ thần văn, có tác dụng nhanh chóng tăng lên thuật phù lục. Đặc biệt là thần chức võ phán quan tòng cửu phẩm càng khiến người ta cảm thấy khác hơn. Không biết thân chức cao hơn có thể mang cho ta lĩnh ngộ gì, trong mắt của hắn hiện ra vẻ mong chờ. Đương nhiên thần chức chính là hạch tâm của thần trích, nếu không đánh chết hoặc trở thành cấp trên của đối phương thì không thể nào thấy được bí ẩn như vậy. Bởi vậy muốn quan sát càng nhiều thần văn của thần chức hơn dường như chỉ có một con đường sao. Cũng không thể nói như vậy, tục ngữ có mây, muốn được quan, giết người phóng hỏa thụ chiêu an. Chuyện đạo đình hàng phục tà thần, đặt vào chính tế cũng không phải không có. Phương Tịch nhìn phương hướng nào đó như đang suy tư. Mấy ngày sau, Bạch Cam thôn, chúc mừng Cam thiếu gia đã thi đậu đồng tử. Một đám người vây quanh hàng rào nhà Cam Ngọc nhìn vào trong với ánh mắt đầy ao ước. Mà trong đám người còn có hai vị sai dịch. Sai dịch thường ngày xuống nông thôn, tên nào cũng hung dữ như sói như hổ, ức hiếp thôn dân cũng là chuyện bình thường. Thôn dân bình thường nhìn một thân gia quan kia thì run chân, hận không thể quỳ xuống, đẩy thôn trưởng và địa chủ ra ứng phó. Nhưng lúc này, hai tên sai dịch lại tươi cười, hành lễ với Cam Ngọc, chúc mừng Cam đồng sinh, thi đồng tử lần này đã đạt hạng 6, năm sau chắc chắn có chỗ ngồi trong Lộc Minh Yến. Lộc Minh Yến chính là yến hội do quan phương sau khi thi châu đậu cử tài. Đây đương nhiên là lời khen. Cam Ngọc liên tục nói cảm ơn, lấy từ trong ngực ra hai ngân tiên mà Phương Tịch đã giúp lần nữa đưa cho hai tên sai dịch. Hai vị vất vả từ xa đến đây, xin hãy nhận lấy chút tiền trà nước. Cam đồng sinh khách khí. Trên khuôn mặt sai dịch hơi già đầy sự vui vẻ, gần như ép tất cả nếp nhăn đều thành nụ cười. Đây là văn thư của quan phủ, tiểu lão gia hãy nhớ. 7 ngày sau phải vào trong quan phủ, gặp tri huyện đại nhân, tri huyện lão gia, tri huyện lão gia sẽ đích thân thụ lục cho đồng sinh tân tấn. Đa tạ đã nhắc. Sau khi Cam Ngọc tiễn hai sai dịch đi thì lại thấy một lão giả tóc bạc, mặt đầy hồng quang, chóng một cây cừu trượng bước đến, nhận ra lão chính là địa chủ lớn nhất trong thôn thì y lập tức chắp tay, Bạch lão gia. Ai? Không đảm đương nổi A Ngọc gọi như vậy. Bạch lão gia cười nói, năm đó lão phu đã cảm thấy A Ngọc có tiền đồ, hôm nay gặp mặt quả là vậy. Mộ tổ Bạch Cam thôn chúng ta bốc khói xanh, có thể sinh ra được một vị đồng sinh, sau này liên hệ với quan phủ đều dựa vào ngươi rồi. Sau khi trở thành đồng sinh thật sự có chút lợi, tỷ như cũng xem như nửa quan thân, chờ khi thuế lại xuống nông thôn cũng không dám bóc lột quá mức, có thể giúp toàn thôn gánh một chút chỗ tốt. Nghe Bạch lão ra lấy lòng thì Cam Ngọc không khỏi hơi giật mình. Đây vẫn chỉ là đồng sinh bất nhập lưu, nếu thi đậu cử tài, có phân ngạch miễn thuế ruộng thì e là toàn thôn đều sẽ bắt đầu hiến ruộng đất và bán thân làm nô cho mình. Bước ra một bước khoa cử này, thật sự lập tức khác biệt như ngày với đêm. Các bạn đang nghe chuyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 907, Thụ Lục. 7 ngày sau, huyện Nha, học sinh bái kiến tọa sư. Cam Ngọc đứng lẫn trong một đám đồng sinh hành lễ với tri huyện mặc quan bào đỏ rực. Trong đám đồng sinh đi cùng với ý có hài đồng tóc trái đào, thanh thiếu niên như y, thậm chí có cả trung niên, lão hủ tóc bạc, trắng, bạc đầu vì công danh, tuyệt đối không nói chơi. Vị tri huyện này họ Từ, xuất thân tiến sĩ, mặt như quan ngọc, ba chòm râu dài bồng bênh nhìn khoảng ba mấy 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, rất có thế nhà quan. Năm đó từ tri huyện đậu tiến sĩ chỉ mất thời gian 2 năm đã được chọn đến huyện Thanh Khê đảm nhiệm chức chủ bộ tòng cửu phẩm, 3 năm sau tấn thăng huyện lại, ngay sau đó là huyện úy, huyện thừa. Bây giờ làm đến chức huyện lệnh chính thất phẩm, trọn vẹn mười mấy năm, có thể nói khổ tận cam lai. Mà ở đạo đình thừa quan tốc độ tăng chức này rất nhanh, ít nhất mỗi bước đều không bị mắc kẹt, đủ chứng minh sau lưng có bối cảnh, chỗ dựa. Khụ khụ. Sắc mặt của từ tri huyện hơi tái nhợt như trong người có bệnh, lúc này y khoát tay. Cam Ngọc lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng ôn hòa vọt đến,
nhẹ nhàng nâng bản thân lên thì khi y nhìn Từ Chi Huyện như người bị bệnh lập tức trong lòng sinh ra sự kính sợ. Các ngươi đều là người uyên bác, lần này bản quan giúp đạo đình chọn tài. Các ngươi nhớ kỹ, nếu tương lai có thể làm quan thì trên chung với đạo đình, dưới không thẹn với bách tính. Từ Chi Huyện răn dạy xong nhìn ánh mắt mong chờ của mấy người thì chợt cười, thôi, nhìn dáng vẻ của các ngươi chắc đã sốt ruột lâu rồi, bản quan sẽ đích thân thụ lục cho các ngươi. Trong lúc y nói chuyện, nha dịch ở xung quanh vội hành lễ lui ra. Trong điện đường như có khí hương hỏa quanh quẩn, mông lung mang theo mấy phần thần bí. Cam Ngọc thoáng liếc qua thì chợt cảm thấy tướng mạo của Từ Chi Huyện hình như hơi giống với tượng Thành Hoàng ở trong miếu Thành Hoàng mà mình đã đi cầu nguyện thì che đi sự chấn kinh trong mắt. Lên, Từ Chi Huyện cũng không nói nhiều với các đồng sinh mà kết quyết. Trong cơ thể y thần vị chính thất phẩm Thanh Khê huyện Thành Hoàng chợt đại phóng xích quang. Một đạo xích quang như phi cầm, ngậm lấy một phù lục hóa thành linh quang xông ra khỏi thiên linh. A, à, thần uy như núi. Sắc mặt của những đồng sinh ở đây đều trắng bệch, quỳ sát đất. Sau đó lại nghe được tiếng uyên ương hót, trên đỉnh đầu của Từ Chi Huyện thần lực đỏ rực hóa thành hình uyên ương, vây quanh một tấm đạo lục. Tấm đạo lục này cũng đỏ rực như dùng ngọc đẹp khắc thành, đám thần văn trong đó rõ ràng là Thái Thượng Đạo Đình Minh Uy Bí Lục. Sau khi thần lực đỏ rực rót vào thì đạo lục này trong nháy mắt phân ra điểm sáng hóa thành từng tấm Thái Thượng Đồng Tử Linh Quan Lục màu xám trắng. Chỉ là những phù lục này so với đồng tử lục mà Phương Tịch từng thấy lại thiếu đi một tia thần vận, khiến người ta cảm thấy hơi giả. Thần sắc Từ Chi Huyện nghiêm túc, Thành Hoàng Từ Tân Tế, vì nước chọn tài, Hoàng Thiên Hậu Thổ, cùng chứng giám. Trên tay y hiện ra một cái ấn đồng, chính là quan ấn của Chi Huyện chính thất phẩm. Hai tay Từ Chi Huyện cầm quan ấn, trong hư không dường như có hư ảnh kim ấn Thành Hoàng xuất hiện rồi hòa vào trong quan ấn. 3. Y đóng từng quan. Ấn xuống rất nhiều đồng tử lục, thần lực đỏ rực như hóa thành mực đóng dấu, lại vừa lóe lên đã biến mất trên đạo lục. Ong ong, từng đồng tử lục oanh minh, thoáng cái đã thần uy lẫm liệt rồi chui vào mi tâm của các đồng sinh. Toàn thân Cam Ngọc chấn động, y chỉ mình tưởng một cái đã cảm thấy trong thức hải dường như có thêm một tấm phù lục. Cùng lúc đó, y từng dùng linh vật nên căn cơ rất tốt. Thậm chí bây giờ còn có thể cảm nhận được trong hư không có linh cơ xuất hiện khiến lòng y sinh ra sự đói khát. Bất giác y đã ngồi xếp bằng, hấp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể. Dẫn khí nhập thể. Từ Chi Huyện nhìn thấy cảnh này thì không khỏi gật đầu, có thể ngay lúc mới thụ lục đã làm được bước này, quả nhiên là hạt giống không tệ. Mấu chốt hơn chính là Cam Ngọc trẻ tuổi, vẫn còn thời gian để phấn đấu trên khoa cử. Về phần mấy vị bạc đầu kia thì hy vọng xa vời. Một lát sau, một đám đồng sinh đều khôi phục lại, mặt ai cũng hiện lên vẻ vui mừng. Chuẩn mực đạo đình xâm nghiêm, có đạo luật trấn áp linh khí trong thiên hạ. Không có được đạo lục thì dù có thể gian nan hấp thu một chút, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà bây giờ một khí thụ lục lại một bước nhập đạo, tương đương với một bước lên trời. Từ Chi Huyện lại tăng hắng một cái, dường như thụ lục trước đó đối với y là gánh nặng. Y nhìn thấy Cam Ngọc cũng tỉnh lại thì mới trầm giọng nói, trao tặng đồng tử lục, từ đây sẽ có thể hấp thu linh cơ thiên địa, cường thân kiện thể, thậm chí thi triển pháp thuật. Đây là ân điển của đạo đình, các ngươi tuyệt đối phải khắc ghi, sau này nếu có người bất trung bất hiếu, bản quan chắc chắn sẽ đích thân bắt thần hồn lại, trải qua sự đau khổ trong luyện ngục. Lúc y nói lời này, giọng nói lạnh lẽo khiến Cam Ngọc không khỏi giật mình. Cam Ngọc biết những lời vị Từ Chi Huyện này nói đều là sự thật. Ở rừng núi xa xôi nào đó, trong động phủ, Phương Tịch ngồi xếp bằng, trước mặt còn có thỏ rừng và cá suối mà Mai Trường Không đã nướng chín. Hai con mồi này đều đã nướng đến vàng óng, tỏa hương thơm, đặt trên cái bàn ăn làm từ một chiếc lá xanh lớn, bên cạnh còn có hoa quả. Trong một ống trúc thì có nước suối đã đun sôi. Ở nơi núi hoang có thể làm được chuyện này cũng đã xem như không tệ rồi. Lúc này Mai Trường Không không có ở đây. Lão đã đi tìm thức ăn cho mình. Phương Tịch mở mắt ra, thỏa mãn gật đầu. Cùng lúc đó thì nhớ lại tình cảnh lúc Cam Ngọc được thụ lục. Thì ra đạo lục chính là từ trong đạo lục của cấp trên phân ra sao? Không, phân ra chỉ là hàng giả, chỉ hào nhoáng bên ngoài. Mấu chốt thật sự còn ở lúc đóng dấu, thỉnh cầu thiên địa chứng kiến và nhận thức. Yên lặng nghĩ đến những chuyện trước đó thì Phương Tịch đã hiểu thêm một chút về cách vận chuyển của thần đạo. Khống chế từng tầng như vậy, cuối cùng là thiên tử, đúng là có thể một lời tước đoạt thần chức của quan. Lại bên dưới,
thậm chí quyết định sinh tử, thật sự làm được miệng ngậm thiên hiến. Nếu không có đạo lục mà chỉ có thần chức thì sao? Thậm chí, thần chức ở giữa đất trời này có nguồn gốc từ đâu, chẳng lẽ cũng là trong thần chức nào đó phân liệt ra sao? Phương Tịch cảm thấy dường như hắn đã chạm đến bí mật sâu nhất nào đó của thiên đình, địa tiên giới, cửu châu phái, hãm không đảo. Trong động phủ, Phương Tịch mặc một bộ trường bào xanh, pháp bào này bóng loáng như gấm, lại rất thoáng mát, bên ngoài khắc rất nhiều trận pháp cỡ nhỏ. Chỉ mỗi pháp bào đã có thể bằng với toàn bộ tài sản của tu sĩ phản hư. Đối với Phương Tịch thì hưởng dụng như vậy cũng chỉ bình thường, lúc này tóc tai của hắn bù xù, thần thái vô cùng lười biếng mà ngồi trước bàn đọc sách. Trên bàn sách có 6 tấm phù lục đặt song song. Thái thượng đạo đình đô công chức lục tòng cửu phẩm, đến thái thượng đạo đình bắc đấu bí lục bát phẩm. Thậm chí thần chức nhật dạ du thần, còn có cả tòng cửu phẩm thanh khê huyện thành hoàng miếu thưởng phạt viện võ phán quan dễ thấy nhất. Lúc này chúng đều đã mất đi sự thần dị lẳng lặng nằm trên bàn như từng tấn phù lục bình thường. Quả nhiên, thiên địa pháp tắc khác biệt nên không thể sử dụng sao. Phương Tịch thì thào, lại cầm thần chức võ phán quan lên quan sát tỉ mỉ. Mức độ quý của thần đạo phù chiếu đương nhiên vượt xa đạo đình thụ lục. Thần chức tòng cửu phẩm này còn hiếm hơn cả đạo lục bát phẩm, thậm chí ngay cả thần văn cũng phức tạp, tinh thâm hơn mấy lần. Trải qua đoạn thời gian quan sát này, đạo phù lục của ta xem như đã vững vàng bước vào cấp 7. Dù sao sau khi tấn thăng hợp thể rồi đề thăng cấp bậc của tu tiên bách nghệ cũng dễ hơn một chút. Phương Tịch thì thào, hắn cầm thần chức thanh khê huyện thành hoàng miếu trị nhật du tuần đô ti sự lên rồi đưa thần thức vào trong. Trải qua đoạn thời gian nghiên cứu này, cuối cùng hắn đã có phát hiện. Lúc này thần niệm của hắn khẽ động, lập tức xuyên qua thần văn, đi đến hạch tâm của thần chức, thu được mấy loại thần thuật. Tỷ như triệu anh linh phù, thiên thị địa thính thuật, ngự phong thuật, vân vân. Đây đều là thần thuật, chỉ cần luyện hóa thần chức nhật du thần sẽ tương đương với nhận quán đỉnh, có thể học được trong nháy mắt. Không những vậy, chỉ cần tiêu hao thần lực sẽ có thể lập tức thi triển. Chỉ chờ sửa chữa lại rồi thu thập hương hỏa tín ngưỡng ở địa tiên giới sẽ có thể kích hoạt lại thần chức. Phương Tịch trầm ngâm một phen, chỉ là đa phần thần chức đều trói buộc linh hồn. Sau khi đi khỏi lãnh địa của bản thân thì thần uy sẽ giảm rất nhiều, có chút phiền phức. Nhưng phiền toái này thật sự giải quyết khá đơn giản, chỉ cần mang theo một bảo vật động thiên trên người thì sẽ có thể di chuyển rất nhiều tín đồ. Phương Tịch ở thế giới đạo đình đã lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra có bảo vật động thiên tồn tại, xem ra ở đó hoặc không có bảo vật động thiên hoặc nó rất quý hiếm. Nhưng, chuyện này cũng bình thường, ở hạ giới như tại nhân gian giới thì bảo vật động thiên cũng rất hiếm. Về phần mang tín đồ theo bên mình chỉ là cách trị ngọn mà không trị gốc. Cũng có thể để người cửu châu giới nghiên cứu một chút, tỉ như trang bị thêm một số tháp tín hiệu hương hỏa tín ngưỡng công suất lớn kéo dài phạm vi lĩnh vực của thần chức. Khoa học kỹ thuật là không ngừng phát triển, đặc biệt là khi có một vị đạo chủ hợp thể, cộng thêm đại lão phản hư. Thậm chí một đám tinh anh hóa thần bây giờ khoa học kỹ thuật của cửu châu giới đã hoàn toàn có thể nghiền áp cửu châu giới thời kỳ chỉ có tu sĩ nguyên anh. Đạo lục chính là phân liệt mà thành, nói không chừng thần chức cũng như vậy. Thậm chí thần chức trong thiên hạ nói không chừng cuối cùng đều sẽ hội tụ trên người của vị kia. Chính là vạn thần chi nguyên. Phương Tịch càng nghiên cứu thì càng cảm thấy vị thiên đế kia sâu không lường được. Lúc này hắn cầm thần chức võ phán quan lên. Mặc dù khi thần chức này biến thành thần đạo phù chiếu đã mất đi tất cả hào quang nhưng vẫn chói mắt như dùng mỹ ngọc thượng hạng khắc thành, bên trong có còn từng tia huyết văn đỏ. Mà sau khi thần niệm của hắn tiến vào trong thần chức thì ngoại trừ một số thần thuật ra còn có thể rất nhiều tri thức. Tỷ như, làm sao thu thập hương hỏa tín ngưỡng của bách tính để luyện chế tiền hương hỏa. Đây chính là tiền tệ lưu động giữa thần chức, có thể bổ sung, chuyển hóa thần lực, giá trị vượt xa vàng bạc. Ngoài ra sau khi trở thành thần chức còn có thể mang cảm ngộ thần văn của bản thân phối hợp với thần chức tế luyện một món bảo vật quyền hành thần đạo. Vật này có thể là bảng cáo thị, tháp, đỉnh, nhưng nhiều nhất vẫn là ấn tỷ. Thông thường thì thần chức cửu phẩm đều khó chế tạo được thần khí. Chỉ khi đến chính thất phẩm mới có nắm chắc khá lớn. Chương 908, Kim Cương Tử. Thần đạo cửu phẩm, trong đó ngũ phẩm là một ranh giới lớn, có phân chia âm thần, dương thần. Ngũ phẩm dương thần tương đương với tu sĩ kết đan, trong phạm vi thần chứ thì thần thông pháp thuật vượt xa kết đan. Đây cũng là nội dung ghi trong thần chức võ phán quan,
nhưng trên nữa thì khá mơ hồ. Dù sao cũng chỉ là một tên tòng cửu phẩm, biết được vị trí ngũ phẩm chính thần đã đủ rồi. Rất nhiều thần linh cả đời cũng không thể từ tòng cửu phẩm lên đến ngũ phẩm. Nhưng theo đó suy đoán thì thần chính tam phẩm sẽ tương đương với Nguyên Anh. Chính nhất phẩm chính là hóa thần. Về phần trên hóa thần, đương nhiên phải phi thăng thiên đình. Dù sao cũng chỉ là tiểu giới, cao nhất chỉ chứa được hóa thần. Nhưng mà hệ thống thần đạo đặc thù, còn có một thiên tử được ngoại lệ. Có lẽ cấp độ thần đạo của thiên tử vượt xa hóa thần, có thể so với phản hư. Trong thiên đình, các thần thiên tước công hầu bá có lẽ đều là cấp phản hư. Quân sao đó có lẽ đã có thể so với hợp thể. Về phần thiên vương, thiên tôn, chắc là tu sĩ đại thừa kỳ. Cuối cùng thiên đế, e là, phải tính khác. Thầm tính thực lực của thiên đình thì Phương Tịch lập tức kiên định suy nghĩ vẫn cầu tiếp. Chỉ xem ngoại đạo hóa thân có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió ở thế giới thần đạo. Hắn bước ra khỏi động phủ, lập tức tiếng nói nhu hòa của Thái Nhất vang lên, chủ nhân, quỷ phủ thỉnh cầu gặp mặt. Ừ, Phương Tịch đáp ứng rồi trước mặt lập tức hiện ra một hình chiếu 3D, chính là hình tượng quỷ phủ. Chỉ là đối phương bây giờ đã đột phá hóa thần, thành tựu phản hư. Trên hãm không đảo vật tư phong phú, vượt xa một vực của nhân tộc, thậm chí chủng loại linh vật phản hư còn vượt qua sự tưởng tượng của tu sĩ nhân tộc. Dù sao cũng có rất nhiều yêu tộc và ma tộc, thậm chí đặc sản của dị tộc, nếu một tu sĩ hóa thần viên mãn nhân tộc ở đây thì xác suất đột phá phản hư chắc chắn vượt xa bên ngoài. Thậm chí khả năng tu sĩ phản hư viên mãn đột phá hợp thể cũng cao hơn một chút. Đạo chủ, sau khi xem tư liệu mà ngài đưa cho thì đây chính là luận văn ta viết liên quan đến tiềm năng tâm linh và lực lượng tín ngưỡng. Quỷ phủ đưa một phần luận văn rất dài cho Phương Tịch. Luận văn này nhìn như ngắn gọn nhưng nếu in ra e là có thể chất đầy một căn phòng. Phương Tịch điểm mở màn hình thì vô số tin tức như thác nước hiện ra. Sau khi tấn thăng hợp thể thì thần thức của hắn lại tăng lên, hắn chỉ mất chút thời gian đã xem hết bản luận văn này. Không những xem hết mà hắn còn nắm rõ các số liệu trong đó. Bởi vậy, có thể bắt đầu tiến vào giai đoạn thử nghiệm sao? Đôi mắt Phương Tịch sáng lên. Đúng vậy, dù sao từ ban đầu chỉ cần phạm vi một huyện, mấy vạn đến mấy chục vạn người là có thể tiến hành thí nghiệm rồi. Quỷ phủ tôn giả trả lời như vậy. Lão vốn là chuyên gia tâm linh và tiềm thức của nhân loại, còn từng chủ trì nghiên cứu chế tạo pháp khí nguyên thần tiềm long nên có quyền lên tiếng trong chuyện này. Mà ở trên hãm không đảo cũng có không ít quốc gia phàm nhân. Dù sao trong những con cái của tu sĩ cũng không phải ai cũng có linh căn, mà lực lượng sinh sôi của sinh linh là vô tận. Bây giờ nhân tộc vẫn chưa chiếm toàn bộ hãm không đảo là vì hoàn cảnh quá nguy hiểm. Dù vậy thì cũng thành lập mấy chục tiểu quốc, sau lưng đều có tu tiên giả nhân tộc làm chỗ dựa, thảo phạt lẫn nhau khiến Phương Tịch nghĩ đến Xuân Thu Chiến Quốc. À, chắc bây giờ tu sĩ nhân tộc đều sẽ bán mặt mũi cho ta, mang tất cả quốc gia phàm nhân cho ta thống trị thì có lẽ phải thuyết phục một chút. Nhưng giao một hai quốc gia cho chúng ta sẽ không cần cân nhắc. Phương Tịch mỉm cười. Sau khi quyết định nghiên cứu thần đạo thì phàm nhân đã biến thành tài nguyên quý hiếm, quốc gia phàm nhân trên hãm không đảo lập tức lọt vào trong mắt của hắn. Mà tu tiên giả thường không quá quan tâm với phàm nhân nên những quốc gia này vẫn còn rất nguyên thủy. Nếu mình mở miệng thì đa phần tu sĩ cấp cao đều sẽ đồng ý. Về phần chuyện khác, chẳng qua chỉ phải lao động tay chân một phen mà thôi. Nếu thu thập đủ hương hỏa tín ngưỡng thì có lẽ sẽ có thể kích thích thần chức tiến hóa. Quỷ phủ tôn giả đẩy kính mắt lên, chợt có thêm cỗ khí chất của học giả. Thần chức cấp thấp này đối với tu sĩ phản hư không có tí lực hấp dẫn nào. Dù có thể bán buôn thần chức chính nhất phẩm thì chẳng qua chỉ là có thể sản xuất ra hàng loạt tu sĩ hóa thần mà thôi. Thứ chân chính hấp dẫn lão chính là khả năng tiến hóa vô hạn của thần chức. Nếu có thể bồi dưỡng ra một vị thiên đế ở địa tiên giới thì sao? Vậy chẳng phải là tiện tay có thể diệt tu sĩ đại thừa, mối thù của đạo chủ đời trước có thể báo trong chớp mắt. Sau khi tranh thủ lúc rảnh rỗi dạy dỗ hai con hồ ly xong thì Phương Tịch đã đến thiên phạm vực ở địa tiên giới. Ở hãm không đảo hắn là đệ nhất tu sĩ, đại năng hợp thể thấy cũng phải biến sắc. Nhưng ở thiên phạm vực hắn chỉ là một tu sĩ nhân tộc mới tấn thăng hợp thể sơ kỳ. Mặc dù cũng là đại năng tầng cao nhất nhưng thanh danh lại không lớn bằng ở hãm không đảo. Một đạo độn quang điệu thấp rời khỏi bồng lai tiên các bay về phía thành thiên phạm. Lần này đến tam giới sơn cũng có thể bắt mấy tên ma tu phản hư tu luyện tha hóa tự tại thiên tử thống ngự vạn linh chân ma công để cho ngoại đạo hóa thân thăng cấp. Trong độn quang,
Phương Tịch mặt không biểu tình, lòng thầm suy nghĩ. Bây giờ hắn đã đột phá hợp thể nên tu vi của ngoại đạo hóa thân đã có thể tiếp tục tăng lên. Mà dựa theo đặc điểm của tha hóa tự tại chân ma công thì khó mà sinh ra ma tu hợp thể. Dù sao tự tại thiên ma vương cũng sẽ không tự đào cho mình cái hố to như vậy. Bởi vậy ma công truyền ra bên ngoài cao nhất chỉ đến phản hư viên mãn. Nếu tăng lên tiếp thì chắc chắn ý niệm của tự tại thiên ma vương sẽ giáng xuống, cướp đoạt tu vi. Nếu lần này đối phương tấn thăng đại thừa, trở thành tân ma tổ thì có lẽ sẽ đưa ra nội dung tha hóa tự tại thiên ma công hợp thể kỳ, bồi dưỡng thức ăn lớn hơn. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thể nào. Cũng may Phương Tịch không kén ăn, chỉ cần ma tộc phản hư có tu luyện ma công này là được rồi. Bắt được một tên thì tám thành ngoại đạo hóa thân có thể đột phá đến phản hư viên mãn. Nếu bắt được mấy tên thì nói không chừng sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới hợp thể. Đi tìm tự tại thiên ma vương đúng là hơi phiền phức. Không bằng ngụy trang thành ma tu đột phá hợp thể, hấp dẫn tự tại thiên ma vương tự tìm đường chết. Đối với chiêu dẫn xà xuất động này thì Phương Tịch đã lô hỏa thuần thanh. Mặc dù tự tại thiên ma vương có mang mảnh vỡ chư thiên bảo giám trên người nên bất kỳ lúc nào cũng lộ ra vị trí bản thân cho Phương Tịch. Nhưng đến ma giới dù sao cũng hơi phiền phức. Phương Tịch càng hy vọng người ta chủ động đến nhân tộc để mình tận tình địa chủ hơn. Ngoài ra hắn cũng có suy nghĩ về mảnh vỡ ở yêu tộc. Thật ra mảnh vỡ chư thiên bảo giám trong tay yêu tộc cùng một mảnh với phù du tử bị chế tạo thành lưỡng giới môn. Trong đại chiến với yêu tộc trước đó lưỡng giới môn bị phế, chỉ còn lại một cái nên cũng đã biến thành phế vật. Dựa theo suy đoán của hắn chắc là nó do một đại thánh yêu tộc nào đó bảo quản, đẳng cấp kẻ bảo vệ cũng không cao bao nhiêu. Nhưng cũng có thể bị tồn tại yêu tộc cấp chân linh bảo quản. Mà tồn tại cấp chân linh như vậy thì thọ nguyên cũng khá dài, hơn 2-3 vạn năm, bởi vậy vẫn không thể gây sóng gió. Chờ sau khi Khô Vinh quyết đột phá đại thừa kỳ thì có thể giải quyết tất cả vấn đề như hãm không đảo. Trong lúc suy nghĩ thì Thành Thiên Phạm đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Phương Tịch tới đây đương nhiên là muốn dùng siêu cấp truyền tống trận. Dù sao lần này đến Tam Giới Sơn hắn còn định đến gần bí cảnh mà Lương Như Long đã phát hiện xem thử. Mặc dù chắc chắn hắn sẽ không vào nhưng cũng có thể giải quyết phiền phức bên ngoài. Thậm chí đến các đại hội đấu giá do Huyền Vũ các tổ chức để thu thập vật mình cần. Đến lúc đó sẽ phải lộ diện công khai nên bây giờ đương nhiên phải tạo bằng chứng đi đường rồi. Làm tu sĩ hợp thể nên hắn đã là tầng cao nhất của nhân tộc, mọi cử động đều có rất nhiều người có lòng chú ý, nhất định phải chú ý giữ gìn thân phận này. Thành Thiên Phạm, cửa thành có từng tu sĩ đang xếp hàng vào thành. Đừng nói Nguyên Anh dù tu sĩ hóa thần, phản hư lúc này đều phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Dù sao trong Thành Thiên Phạm có tu sĩ hợp thể tọa trấn, còn đại diện cho Thiên Phạm Quân và Kim Cương Tử. Siêu. Đúng lúc này có một đạo linh quang lóe lên, trong thanh quang mơ hồ hiện ra một bóng người, vậy mà trực tiếp bay vào trong thành. Hử, lại có tu sĩ phi độn. Chẳng lẽ cấm chế cấm bay trong thành đã mất hiệu lực rồi sao? Một tu sĩ Nguyên Anh ở cửa thành nhìn bóng người trong đạo thanh quang kia thì mặt đầy thần sắc khó tin. Y chợt bị tu sĩ thủ thành cùng khinh bỉ. Ha ha! Tiểu tu sĩ, vận khí của ngươi không tệ, vậy mà có thể nhìn thấy đại năng hợp thể xuất hành. Vậy mà là đại năng hợp thể, tu sĩ Nguyên Anh mới mở miệng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Có thể tự do ra vào đại trận của thành mà không bị ngăn cản ngoại trừ tu sĩ hợp thể ra thì còn ai làm được nữa. Một tu sĩ hóa thần tóc bạc trắng có dáng vẻ như lão nông ở bên cạnh hơi cảm khái mà vuốt râu. Trong thiên phạm vực của chúng ta chỉ có 2 vị tu sĩ hợp thể, nhìn trẻ như vậy. Độn quang xanh biếc, hiển nhiên không phải La tiền bối, vậy chỉ có thể là Phương tiền bối của Bồng Lai tiên các. Vị đại năng phi thăng mấy ngàn năm đã tấn thăng hợp thể kia sao? Mấy tu sĩ cấp thấp ở bên cạnh nghe vậy thì trên mặt đều hiện lên vẻ kính ngưỡng. Đúng vậy, phần lớn tu sĩ phi thăng đều có thiên phú dị bẩm, chiếm trọn vẹn 3-4 thành trong các tu sĩ hợp thể. Hóa thần lớn tuổi cũng cảm khái nói, nghe nói Ma Vân Tử trong nhân tộc Ngũ Tử cũng là tu sĩ phi thăng. Đương nhiên Phương Tịch lười nghe tu sĩ cấp thấp nghị luận. Sau khi hắn vào thành Thiên Phạm thì đi thẳng đến siêu cấp truyền tống trận. À, sao người này lại ở đó? Trước truyền tống điện, Phương Tịch đảo thần thức qua thì hơi kinh nghi nhưng vẫn hạ độn quang xuống. Chỉ thấy bên cạnh siêu cấp truyền tống trận có một la hán đầu chọc khuôn mặt già nua đứng đó, cặp long mày trắng rủ xuống, mơ hồ mang theo vẻ mặt lo âu. Chính là tu sĩ hợp thể họ La tọa trấn Thành Thiên Phạm, La đạo hữu. Phương Tịch chắp tay trước. Phương đạo hữu,
Từ sau khi trận pháp cảm ứng được có tu sĩ hợp thể đến gần thì lão phu đã chờ ở đây. La đạo hữu chắp tay trước ngực cười nói, không biết có phải Tam Giới Sơn muốn đi Tam Giới Sơn phải không? Phải thì sao? Không phải thì thế nào? Phương Tịch cũng không dễ dàng bại lộ mục tiêu của mình mà hỏi ngược lại. Nếu đúng thì xin hãy đi gặp quân chủ đại nhân một lần, sẽ có một phen cơ duyên. La đạo hữu chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Các bạn đang nghe chuyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 909, Ma Thiên. Tam Giới Sơn, siêu cấp truyền tống trận lóe sáng, thân ảnh Phương Tịch từ trong đó bước ra. Vị đạo, phụ trách trông chừng siêu cấp truyền tống trận chính là một tu sĩ phản hư phạm môn. Y mới mở miệng thì lập tức cảm nhận được khí tức pháp lực sâu không lường được của Phương Tịch nên vội chắp tay trước ngực, bái kiến tiền bối. Ừ, Phương Tịch gật đầu, thân hình hóa thành một đạo độn quang xanh trực tiếp phóng lên cao. Vù vù, cương phong lạnh thấu xương, trên 9 tầng trời, hắn vê một viên Phật châu vàng óng như đang suy tư gì đó. Đây là tín vật mà La đạo hữu đã đưa cho hắn nhưng hắn thật sự không có hứng thú gì với cơ duyên mà Kim Cương Tử nhắc đến. Dù cơ duyên có lớn hơn nữa thì cũng không thể bằng bản thân phá cảnh. Hắn tu luyện địa tiên chi đạo, với tích lũy bây giờ của địa tiên linh cảnh thì chỉ cần 200 năm hắn sẽ có thể tấn thăng đến hợp thể trung kỳ, trong vòng ngàn năm sẽ có hy vọng đến đại thừa. Nếu để những tu sĩ hợp thể khác biết thì e là sẽ ghen tị đến đỏ mắt, bởi vậy hắn cũng không cần truy tìm cơ duyên gì cả. Nếu cơ duyên đó rất tốt thì sao Kim Cương Tử lại không tấn thăng đại thừa? Hắn tùy ý nhét Phật châu vào nhẫn chữ vật rồi lại lấy tấm lệnh bài khắc hình huyền vũ ra. So với cơ duyên phải mạo hiểm và gánh không ít phiền phức thì hắn vẫn thích dùng tiên ngọc mua vật mình cần hơn, thành Thiên Lương. Thành này ở gần Tam Giới Sơn, cũng là một trong những thành trì hạch tâm trong đại trận phòng ngự của nhân tộc, chuyên đề phòng ma tộc. Phương Tịch không phách lối bay thẳng vào thành mà thu liễm khí tức, giả vờ như một tu sĩ phản hư mà điệu thấp vào cửa thành. Huyền Vũ Lâu. Hắn đi dạo một hồi rồi bước vào một lầu cao bát giác. Xin chào quý khách, không biết quý khách cần gì? Một tiểu nhị cười rạng rỡ tiến lên thì thấy Phương Tịch vung ra một tấm lệnh bài. Thân sắc của y lập tức nghiêm túc hơn, mời quý khách vào phòng bao. Phương Tịch gật đầu rồi đi theo tiểu nhị lên lầu. Trong đại sảnh vốn có mấy tu sĩ nữa nhưng họ cũng không quan tâm chuyện này. Dù sao bây giờ nhìn Phương Tịch chính là tu sĩ phản hư, tu sĩ cấp cao như vậy được Huyền Vũ các ưu đại một chút cũng là chuyện bình thường. Phương Tịch ngồi xuống trong một căn phòng bố trí trang nhã, tiểu nhị dâng trà và điểm tâm lên rồi nhanh chóng lui xuống. Ồ, Phương Tịch cầm một miếng điểm tâm như bạch ngọc lên, nó tỏa ra mùi gạo thơm nhàn nhạt, vừa vào miệng đã tan ra. Sau đó lập tức có một cỗ ấm áp lan ra toàn thân khiến đôi mắt của hắn sáng lên, linh mễ cấp 7. Từ sau khi tu luyện thiên yêu chân thân đến đại thành, đại được thể phách có thể so với yêu thú cấp 7 thì ngọc hư mễ cấp 6 đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Loại linh mễ cấp 7 này cũng không tệ. Phương tiền bối mắt sáng như đuốc, đây chính là cửu hoàng mễ cấp 7. Theo một tiếng nói ôn nhu vang lên thì một nữ tu phản hư đã chậm rãi bước vào rồi thi lễ, thiếp thân Hồng Mai, xin ra mắt Phương tiền bối. A, à, ngươi nhận ra bản tọa sao? Phương Tịch lạnh lùng hỏi. Thật không dám giấu, mỗi huyền vũ lệnh của bản các đều có số hiệu, chỉ đánh dấu ở nơi bí ẩn, chỉ có trưởng quỹ cấp thiên của bản các mới biết phân biệt. Hồng Mai tiên tử chậm rãi cười nói, cửu hoàng mễ có yêu cầu với hoàn cảnh sinh trưởng rất hà khắc, dù bản các cũng chỉ có thể trồng được chút ít trong một bí cảnh thiên địa kỳ quan. Nếu tiền bối thích thì hàng năm bản các có thể gửi 1.000 cân cửu hoàng mễ đến Bồng Lai tiên các. Về phần trực tiếp đưa ra linh chủng và kỹ thuật trồng trọt thì cô ta lại không nhắc đến. Mỗi phương pháp bồi dưỡng linh mễ cấp 7 đều đủ để xem như truyền thừa hạch tâm của một đại tông môn. Huyền Vũ Các là thương hội chứ không phải nơi làm từ thiện. Tốt. Đương nhiên Phương Tịch biết cửu hoàng mễ phải dùng tiên ngọc mua như hắn cũng không quan tâm. Sau khi quyết định chốt tiểu sinh ý xong thì hắn tiện tay ném một khối ngọc giản ra, bản tọa muốn thu mua những vật tư trong này, không biết Huyền Vũ Các của các ngươi có thể chuẩn bị được bao nhiêu. Hồng Mai tiên tử nhận ngọc giản, đảo thần thức qua thì không khỏi kinh sợ. Cô ta nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó cười khổ, tiền bối cần số lượng quá lớn. Bản các chỉ có thể dốc hết sức gom được khoảng 7 thành. 7 thành, cũng không tệ. Phương Tịch hơi kinh ngạc,
Điểm này đã thỏa mãn hy vọng thấp nhất của hắn rồi. Xem ra Huyền Vũ Các có tiếng làm ăn ở toàn bộ nhân tộc, ở các vực đều có phân bộ là sự thật. Những tài liệu trọng này ngoại trừ một số dùng để chế phù, nguyên vật liệu bày chân ra thì còn có một phần rất kỳ lạ, chính là mấy loại tài liệu còn thiếu khi hắn tiến hành thí nghiệm thần đạo ở hãm không đảo. Dù sao hãm không đảo cũng không phải địa tiên giới nên cũng thiếu rất nhiều vật tư đặc thù. Không tệ, đi chuẩn bị đi. Phương Tịch lại lấy một khối ngọc giản màu đen ra, không biết quý các có thể chuẩn bị được mấy thành tài liệu trong này. Trước đó đầu là tài liệu cơ bản nhưng số lượng lớn, còn trong ngọc giản này là vật khá quý hiếm. Hồng Mai tiên tử tiếp nhận xem xét thì thần sắc lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, lại kinh nghi bất định liếc Phương Tịch mấy lần rồi mới ngập ngừng nói. Bẩm tiền bối, mỗi loại tài liệu trong này đều rất quý hiếm với tu sĩ hợp thể, bản các không dám nói chuẩn bị được mấy thành mà chỉ có được mấy món mà thôi. Cô ta cũng hơi chần chừ, đây không phải một tu sĩ hợp thể sơ kỳ tân tấn sao? Sao tác phong làm việc lại hào hoa xa xỉ như vậy? Càng có loại khí đọ khiến cô ta cảm thấy như mình đang đối mặt với nhân vật cấp nhân tộc ngũ tử. Huyền Vũ Các gia đại nghiệp đại, cũng có làm ăn qua lại với nhân tộc ngũ tử, lúc Hồng Mai tiên tử chưa thành đại đạo đã từng theo trưởng quỹ chiêu đãi Kim Cương tử. Nhưng cô ta lại không biết, ở hãm không đảo, tu sĩ hợp thể Phương Tịch cũng đã giết mấy vị rồi. Hắn còn là đệ nhất tu sĩ hãm không đảo danh phù kỳ thực, nói một không hai nên đương nhiên đã từ từ dưỡng ra được khí độ. Thôi, vậy có được mấy món? Phương Tịch hơi thất vọng. Hồng Mai tiên tử không hiểu sao lại hơi thấp thỏm, chỉ có 3 lượng long kình hương vạn năm, 1 viên âm dương hòa hợp ngọc, 6 giọt cửu tâm huyền dịch. Trong đó long kình hương vạn năm và cửu tâm huyền dịch đều có thể dùng tiên ngọc giao dịch, còn âm dương hòa hợp ngọc chính là chí bảo của bản các, cũng không bán lấy tiên ngọc. Trừ phi tiền bối có thể đáp ứng một yêu cầu quá đáng của bản các thì bản các sẽ hiến vật này cho tiền bối. Nếu đã như vậy thì không cần âm dương hòa hợp ngọc nữa, hai loại linh tài kia khi nào đến? Phương Tịch hỏi. Hồng Mai tiên tử nghẹn một bụng lời, lập tức giấu hết ở trong bụng, rất lâu sau mới phun ra được một câu, tiền bối cũng không hỏi xem yêu cầu quá đáng là chuyện gì sao. Nếu đã là yêu cầu quá đáng rồi thì cũng không cần nói. Phương Tịch khoát tay. Ta chỉ đến để mua tài liệu và tin tức, chỉ muốn dứt khoát, đừng dây dưa dài dòng. À, Hồng Mai tiên tử hơi ủy khuất nhưng vẫn tiếp tục làm sinh ý, nếu tiền bối đưa tiền đặt cọc trước thì trong vòng 1 năm sẽ đưa đến. Được, Phương Tịch ném một túi chữ vật ra, ta còn muốn mua mấy phần tin tức. Một lát sau, Hồng Mai tiên tử trong lòng phiền muộn nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười đành cáo từ. À, từ sau đại chiến lần trước thì ma tộc vẫn luôn an phận thủ thường. Trên chiến trường cũng có mấy tên ma tu phản hư tu luyện tha hóa tự tại thiên, tử thống ngự vạn linh chân ma công. Dù đang lúc đình chiến nhưng trên chiến trường Tam Giới Sơn cũng có rất nhiều thám tử các tộc chấp hành nhiệm vụ xâm nhập và ám sát. Cũng có tu sĩ muốn tìm kiếm đột phá trong làn danh sinh tử mà chủ động đến chiến trường, săn giết tu sĩ dị tộc, thu lấy túi chữ vật của đối phương và công trạng. Có thể sống sót đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong phản hư, thậm chí còn có chiến tích trốn thoát dưới tay tu sĩ hợp thể. Đương nhiên Phương Tịch chỉ chủ yếu nhìn vào những thiêu kiêu ma tộc xui xẻo nghi có tu luyện tha hóa tự tại chân ma công. Ngoài ra bí cảnh chỗ kia cũng có chút phiền phức, bây giờ đã có một thế lực hợp thể là Tử Y Lâu đã phát hiện ra dấu vết của bí cảnh. Theo miêu tả của Lương Như Long thì ít nhất bí cảnh này cũng do một vị đại thừa tán tiên để lại. Bí tàng của đại thừa tán tiên thì sẽ có một món bán tiên khí cấp 8. Nó có lực hấp dẫn rất lớn với rất nhiều tu sĩ hợp thể, dù sao uy lực của nó cũng tương đương với tiên phủ kỳ chân tàn khuyết. Nhưng đối với ta, nếu độ khó khai phá quá cao thì cũng có thể từ bỏ. So với bí cảnh thì đương nhiên Phương Tịch vẫn chú ý bản thân mình nhiều hơn, thần thức của hắn nhanh chóng xác định mấy mục tiêu. Mấy năm sau, Ma Thiên Sơn Mạch. Sơn mạch này ngang dọc không biết bao nhiêu ức vạn dặm, trong sơn mạch còn có rất nhiều nguyên cổ hoang thú có thực lực khủng bố sinh sống. Thậm chí hoàn thú có thể so với hợp thể cũng có. Trên bầu trời, còn là địa bàn của tộc đàn nguyên cổ hoang thú bá chủ, Thiên Mục Điểu. Loại nguyên cổ hoang thú này rất thích quần cư, trưởng thành chính là nguyên cổ hoang thú, thậm chí cả thể ưu tú trong đó còn có thể phát triển đến cấp hợp thể. Đồng thời mắt của nó chính là linh đan diệu dược tu luyện đồng thuật kỳ dị, trời sinh giỏi phá các loại hư ảo, huyễn thuật. Bởi vậy nếu tu sĩ bay qua Ma Thiên Sơn Mạch thì sẽ có khả năng rất lớn bị tộc đàn Thiên Mục Điểu phát hiện đồng thời còn không chết không thôi.
Bởi vì nguyên nhân này nên nơi đây mới trở thành chiến trường tuyệt hỏa cho hai tộc nhân ma săn giết lẫn nhau. Hôm nay, tại một hạp cốc trong Ma Thiên Sơn Mạch, cha đạo hữu đoán không sai, chỗ này thật sự có một mảnh vạn ngọc linh lung hoa sinh trưởng. Một đạo cô hồng y ngạc nhiên vung phất trần, khiến từng sợi tơ trắng như tuyết rơi xuống, ngắt từng đóa hoa có mang theo hoa văn của gỗ. Ở bên cạnh đạo cô còn có một người trung niên mặc thanh bào. Ha ha, thảo mộc chi thể của Trác Mỗ đã được thiên mộc dịch tưới nên đã khai phá hoàn toàn, bây giờ có khả năng cảm ứng với rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Cha đạo hữu mỉm cười, khuôn mặt của y hơi giống hồ ly, lúc này y cười một cái càng lộ ra vẻ khôn khéo, chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng hái linh dược rồi đi trước mới tốt. Không bao lâu sau có hai đạo độn quang bay thấp ra khỏi sơn cốc. Ngay lối vào sơn cốc chợt có một con hoang thú sói đen nhánh, nó hoảng hốt chạy bừa như đang chạy trối chết, không hẹn mà gặp hai tu sĩ cùng cấp. Hắc Long Lang, chỉ là cấp 5, đạo cô hồng y lơ đễnh, vung phất trần lên, hào quang xích hồng xuất hiện, trong đó có vô số triện văn lấp lóe, bay đến con Hắc Long Lang kia. Muốn chết, Hắc Long Lang chợt nói tiếng người, nó lộn một cái đã hóa thành một tên ma tộc dữ tợn, chân ma khí phản hư viên mãn tản ra bốn phía. Vù vù, gã tiện tay lắc một cái, hai đạo ô quang xuất hiện, một đạo trực tiếp xuyên thấu quang hà xích hồng, chặt đứt phất trần, đâm vào trong cơ thể của đạo cô hồng y, đạo còn lại thì bị một tấm thuẫn đằng mộc cản lại. Cha đạo hữu chán đầy mồ hôi lạnh, y nghĩ đến một tên ma tộc lợi hại nằm trên bảng treo thưởng của nhân tộc thì không khỏi kinh hô, là kính ma. Tên ma tộc này tu luyện ma công đặc thù, thiên biến vạn hóa, thật sự rất khó đối phó. Ngay khi y đã cho ra hôm nay sẽ toi mạng ở đây thì đã thấy huyết sắc lóe lên. Kính ma kia lại không kịp bồi thêm một đao chắc đạo cô hồng y mà thi triển huyết độn thuật hóa thành một đạo trường hồng huyết sắc, lấp lóe mấy cái đã biến mất ở chân trời. Nhìn dáng vẻ của gã hình như gã mới là người bị đuổi giết. Chương 910, Thiên Mục. Hợp thể nhân tộc, ỷ lớn hiếp nhỏ thật sự không biết xấu hổ. Kính ma hóa thành một đạo trường hồng huyết sắc bay đi, gã có thể cảm nhận được đạo độn quang khủng bố ở phía sau đang nhanh chóng đến gần. Thần thức vô cùng cường đại kia đã khóa chặt mình thì không khỏi biến sắc gào lên. Ngây thơ, chiến tranh chủng tộc ai quản ỷ lớn hiếp nhỏ chứ? Gặp được kẻ nhỏ yếu thì phải đánh đến chết mới là bình thường. Phương Tịch đang ở trong độn quang cười lạnh, hắn nhận được tin tức từ Huyền Vũ Các lại giấu đầu lộ đuôi. Thi triển tam tương diệt nguyên công hóa thành một tên ma tộc phản hư tu luyện tha hóa tự tại thiên tử thống ngự vạn linh chân ma công mới khó khăn lắm câu tên kính ma này ra. Sao có thể để gã chạy mất được chứ? Nếu không phải bắt buộc bắt sống không được giết thì với thần thông của hắn đã diệt tên kính ma này vô số lần rồi. Dù lúc này hắn muốn bắt đối phương cũng không phải chuyện gì quá khó. Hắn khoát tay, huyết sát phiên hiện ra, từng dòng huyết hà từ trên trời giáng xuống. Trong đó có vô số phượng triện văn liên tục dao động. Nhìn thấy cảnh này, không biết kính ma đã thi triển bí thuật gì mà độn quang lập tức tăng tốc, đang nhanh chóng bay cao hơn. Đây đương nhiên là gã muốn hấp dẫn sự chú ý của Thiên Mục Điểu rồi. Mặc dù hấp dẫn tộc đàn Thiên Mục Điểu đến đối với kính ma cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng so với thập tử vô sinh thì người thông minh vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nhìn thấy cảnh này, Phương Tịch hơi biến sắc. Trêu chọc tộc đàn Thiên Mục Điểu ở Ma Thiên Sơn Mạch thì sẽ có thể bị một đám hoang thú hợp thể truy sát. Xem ra vẫn không thể tiết kiệm nguyên khí mà. Hắn thì thào rồi hai tay kết quyết, một phù lục bạc hiện lên, trên đó có vô số hoa văn lấp lóe như tinh hà, chính là Đại Hư Không Na Di Phù mà hắn đã lấy được ở Hãm Không Đảo. Đại Hư Không Na Di Phù chợt nổ tung hóa thành vô số quang văn bạc bao phủ Phương Tịch. Cùng lúc đó, hắn kết quyết phun một ngụm nguyên khí lên huyết sát phiên. Quang huy xích hồng tuôn ra trên huyết sát phiên, từng phượng triện văn lở lửng trong đó mơ hồ tạo thành thân hình một con phượng hoàng bạc. Phượng hoàng và ánh sáng bạc của Đại Hư Không Na Di Phù nhanh chóng giao hòa, sau đó thân ảnh của Phương Tịch đã biến mất. Lúc hắn xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh kính ma. Đây là dùng lực lượng hư không của huyết sát phiên cưỡng ép khống chế Đại Hư Không Na Di Phù mang đến hiệu quả như thuấn di. Kính ma nhìn thấy cảnh này thì hồn vía lên mây. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng lại thì năm ngón tay của Phương Tịch chụp ra. Từng đạo thái ớt thanh mộc thần quang thông thiên triệt địa tựa như từng sợi xiềng xích, lại phảng phất như từng hàng rào bao vây kính ma vào trong. Đáng chết! Kính ma nổi giận gầm lên một tiếng rồi rút từ trong miệng ra một thanh ma nhận đen nhánh.
Trên chuôi ma nhận chính là một cái đầu lệ quỷ, trong miệng nó hình như còn cắn thứ gì đó. Phương Tịch thấy rất rõ đó là nguyên anh của tu sĩ nhân tộc. Két. Lúc này miệng của ác quỷ không ngừng nhúc nhích, nhanh chóng thôn phệ nguyên anh. Sau đó lưỡi đạo hiện ra ma khí tùm, mơ hồ truyền ra tiếng ngàn vạn tu sĩ khóc lóc. Pháp bảo ma đạo cùng loại với thần anh kiếm, hình như còn mang theo chút uy năng hư không. Khóe miệng Phương Tịch ngậm một nụ cười lạnh, một tay kết quyết thúc dục. Lúc này một đạo thái ớt thanh mộc thần quang hóa thành phi kiếm xanh biếc nhấc lên ngàn vạn kiếm khí, kiếm quang như sương như mưa, từng tia từng giọt rơi xuống. Giết! Ma tộc phản hư dùng hai tay cầm ma nhận rồi lại phun lên một ngụm tinh huyết. Ma nhận gào thét, mang theo đao mang thê lương, ánh sáng đỏ sẫm phóng lên cao nhưng lại bị từ tia kiếm ti xanh biếc dễ dàng trừ khử. Bây giờ Phương Tịch dùng thái ớt thanh mộc thần quang hóa thành phi kiếm thuần túy là dùng pháp lực cường hoành đè người, thật sự có vẻ như nhất kiếm phá vạn pháp của kiếm tu. Phốc! Phi kiếm màu xanh chém đứt đao quang đỏ sẫm rồi lại lóe lên. Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, nó hung hăng chém lên ma nhận, khiến bên ngoài ma nhận xuất hiện lỗ thủng to lớn. Nhưng kính ma vốn đang cầm ma nhận lại không thấy đâu. Độn quang lóe lên. Ở một góc lồng giam có một con thiên mục điểu cấp nguyên cổ hoang thú hiện ra, lông toàn thân nó vàng ươm, trên thân mọc từng con mắt. Lúc này nó há mỏ phát ra tiếng hót thê lương. Trong tiếng hót vang, từng viên ma lội đánh lên xiềng xích do thái ớt thanh mộc thần quang biến thành khiến vô số linh quang xanh biếc dao động. Phanh! Mà đúng lúc này vô số phong nhận đánh lên bên ngoài lồng. Giam khiến Phương Tịch khẽ biến sắc. Thần thức đảo qua chỉ thảy chẳng biết từ lúc nào đã có vô số bóng đen lít nha lít nhít. Đó rõ ràng là từng con thiên mục điểu. Chúng nhìn thấy đồng tộc bị nhốt thì càng cuồng nộ hơn, truy kích đến, độn tốc nhanh kinh người. Cũng thông minh. Đáng tiếc hư ma lôi của ngươi không phá được thái ớt tù lung của ta. Phương Tịch mỉm cười, tiếng nói của hắn như một cây chùy nặng nện đùng đùng trong thức hải của kính ma. Hư ma lôi này không có gì không phá được, thế như không phát được chí bảo hư không. Bên trong thái ớt thanh mộc thần quang chợt hiện ra từng phượng triển văn. Sao ngươi lại hiểu rõ như thế? Kính ma chỉ cảm thấy bị chúng công kích thần thức, đầu đau như sắp nứt. Gã còn chưa kịp phản ứng thì từng phi châm xanh biếc đã đâm vào cơ thể. Gã chỉ cảm thấy ngay cả ma hồn cũng không thể vận chuyển, chờ rơi thẳng xuống rồi bị Phương Tịch thu vào trong địa tiên linh cảnh. Sao ta lại không hiểu rõ công pháp của ngươi chứ? Đáng tiếc mặc dù hư ma lôi là lôi pháp phá cấm khá sắc bén của ma đạo như tạo nghệ hư không của ta kết hợp với thái ớt thanh mộc thần quang lại mạnh hơn chí bảo hư không rất nhiều. Phương Tịch cảm khái, mà lúc này chỉ nghe tiếng chim hót to rõ vang lên. Mấy cỗ ba động pháp lực cấp hợp thể xuất hiện, lồng giam do thái ớt thanh mộc thần quang biến thành rên rỉ rồi nổ tung, hóa thành từng chiếc lá xanh, bốc cháy ở giữa không trung. Thiên mục điểu cấp hợp thể, Phương Tịch nhìn ba con hoàng điểu thân hình vô cùng to lớn cùng nhau bay đến, thân sắc mang theo chút ngưng trọng, đáng tiếc, ta không có biến hóa thiên mục điểu. Điều kiện tiên quyết của bí thuật tha hóa vạn vật trong tha hóa tự tại chân ma công là phải hiểu rõ thứ mình biến thành thì mới có thể dùng ma công để mô phỏng. Kính ma đã ở Ma Thiên Sơn Mạch không ít thời gian nên đương nhiên gã hiểu rất rõ về thiên mục điểu, bởi vậy nắm được biến hóa này. Còn Phương Tịch chỉ mới đến, hắn cũng không phân tích thiên mục điểu nên đương nhiên không thể biến hóa được. Nếu không thì hắn hoàn toàn có thể khiến thiên mục điểu hóa thù thành bạn. Nhưng mà kính ma chỉ có bí thuật cấp phản hư, chưa chắc có thể lừa được mắt của thiên mục điểu. Dù sao loại hoang thú trời sinh đã có khả năng nhìn xuyên hư không này có phần lợi hại, mắt của nó cũng rất tốt, có thể gia tốc tu luyện rất nhiều đồng thuật lợi hại. Vừa rồi tên kính ma này chỉ liều mạng thử một lần mà thôi, dù sao thử một lần cũng có chút hy vọng, không thử thì chắc chắn tuyệt vọng. Thu thu, vô số thiên mục điểu hót vang. Sau đó trong hư không xuất hiện từng phong nhận, dưới sự thống lĩnh của thiên mục điểu đầu đàn vẽ ra từng đường cong lộng lẫy. Hư không bị cắt đứt hình thành hư không phong bạo. Trong nháy mắt, một cơn phong bạo kéo dài vạn dặm đã hình thành, thậm chí bên ngoài phong bạo còn có hư không bị xé rách. Đây, cha đạo hữu có thảo mộc chi thể mang theo đạo cô Hồng Y. Đã trọng thương mới bay đi chưa được vạn dặm đã nhìn thấy cảnh này thì không khỏi sợ hãi và chấn động. Nếu y bị cuống vào vết rách hư không này dù nó chỉ là bên ngoài thì cũng chắc chắn thập tử vô sinh. Cũng không biết vị tu sĩ xui xẻo nào lại bị thiên mục điểu để mắt tới. Hắn không biết lệnh cấm ở Ma Thiên Sơn Mạch sao. Trước đó kính ma bị truy đuổi chắc là người này gây ra, là tiền bối của nhân tộc ta sao.
Cha đạo hữu cũng không có ý định dừng lại mà con thúc giục Độn Quang nhanh chóng chạy ra ngoài. Dù sao y cũng không thể tham dự đại chiến hợp thể. Trước đó khi gặp phải kính ma thì ta đã âm thầm báo tin cho sư thúc tổ. Hy vọng lão nhân giã sẽ có thể đến sớm một chút. Tu sĩ họ Trác âm thầm cầu nguyện trong lòng. Thu thu. Thiên mục điểu cấp hợp thể hót vang, từ trong con mắt quanh thân nó bắn ra các loại ánh sáng. Trong thần quang rực rỡ lộng lẫy lại ẩn chứa uy năng khủng bố đủ để lấy mạng tu sĩ phản hư, tu sĩ hợp thể cũng phải bị trọng thương. Phương Tịch cười nhạt rồi kéo huyết sát phiên. Ào ào ào. Từng lớp huyết hải xuất hiện bảo vệ hắn vào bên trong, Phượng Triện Văn đại phóng ngân quang như từng tấm gương bạc, hấp thu vô số ánh sáng. Sau đó Phương Tịch đảo ngược huyết sát phiên. Huyết hải nghiêng đổ, trong đó có vô số thần quang như mũi tên rơi xuống, xen lẫn tiếng rên rỉ của thiên mục điểu. Lông vũ màu vàng đầy trời rơi xuống. Ngoại ba con thiên mục điểu cấp hợp thể kia ra thì không ít hoang thú, thiên mục điểu cấp nguyên cổ hoang thú đều rên rỉ. Bị quang hoa rực rỡ kỳ lạ xuyên qua, thi thể từ trên trời rơi xuống, thanh quang lóe lên đều biến mất. Nhìn thấy cảnh này thì thiên mục điểu cấp hợp thể dường như cũng hoàn toàn đỏ mắt, chúng điên cuồng truy kích Phương Tịch. Phương Tịch thì cười lạnh, vừa đánh vừa lui, hắn chuẩn bị chậm rãi mài chết đám thiên mục điểu này. Mắt của ba con thiên mục điểu cấp hợp thể đã đủ cho hắn luyện thành mấy loại đồng thuật có đẳng cấp rất cao. Phanh, một con mộc ngạn ngã xuống đất, trong cặp sừng to lớn có vô số chim thú nhanh chóng chạy trốn. Đa tạ sư thúc tổ đã cứu mạng. Khóe miệng của Trác đạo hữu rỉ máu, ôm đạo cô Hồng Y trong lòng, hành lễ bái tạ với mổ đại hán mặc tử bào. Trong tay của đại hán còn có một khối ngọc phù, trên đó không ngừng lóe lên lôi mang tím biếc. May mà đúng lúc ta ở đây thu thập bích lạc thiên lôi để luyện thiên phủ thần lôi phù. Nếu không thì thật sự không kịp cứu viện rồi. Đại hán tử bào thấy hai người chật vật như vậy thì không khỏi hỏi, đồ tôn nhi đã gặp phải nguy hiểm gì vậy? Nếu kẻ địch không quá mạnh hoặc liên quan đến tài nguyên quá quý hiếm thì y cũng không ngại thuận tay báo thù cho đối phương. Là tên kính ma kia. Trác đạo hữu cười khổ một tiếng rồi kể lại chuyện đã xảy ra. Đại hán tử bào chợt biến sắc, thần thức đã bắt được một đạo độn quang màu xanh, mà ở phía sau độn quang màu xanh còn có ba con thiên mục điểu đuổi theo không bỏ. Nhưng chẳng biết tại sao rất nhiều hoang thú thiên mục điểu cấp nguyên cổ hoang thú lại không thấy, không sai biệt lắm. Trong tay Phương Tịch hiện ra một phù văn xanh sẫm, lực lượng linh vực trong nháy mắt đã mở ra. Trong ba con thiên mục điểu ở phía sau đã có hai con nhanh chóng giảm tốc. Con còn lại thì không kịp thay đổi, lại lửa giận ngút trời mà xông thẳng về phía Phương Tịch. Phương Tịch cười ha ha, phía sau hiện ra thiên yêu chân thân, hắn không lui mà tiến, hung hăng tông vào thiên mục điểu. Thu, trong tiếng rên rỉ hoàng vũ đầy trời rơi xuống. Sau đó thiên yêu chân thân hình người kéo cánh của con thiên mục điểu này rồi xé mạnh. Xoẹt xẹt. Thiên mục điểu rên thảm, một bên cánh đã bị xé đứt, vô số con mắt bị đau đến mức trợn trắng. Nhìn thấy cảnh này thì đại hán tử bài không nói lời nào mà điều khiển thiên phủ thần lôi phù hóa thành một đạo lôi quang tím cuốn lấy đồ tôn họ Trác nhanh chóng bắn về phía sau. Đó, còn là tu sĩ hợp thể sao? Vậy mà có thể dùng tay xé hoang thú cấp hợp thể. Cha đạo hữu trợn mắt há hốc mồm, miệng thì lầm bẩm, bất giác nhìn sư thúc tổ của mình, định so sánh một phen. Chỉ thấy mặt đối phương trầm như nước thì lập tức ngậm miệng. Các bạn vừa nghe xong tập 91 của bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.